Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2201, Hôn Ước Từ Nhỏ 1. Ầm ầm, khí tức cường đại lập tức từ trên người Trương Huyền tỏa ra, dường như trong nháy mắt thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới không còn. Bị khí tức áp chế, thân thể lão giả áo đen cứng ngắc, trong đầu nổ vang. Thời gian nháy con mắt, giống như thấy được một thần linh từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp từ sâu trong linh hồn, trong lòng không sinh ra ý niệm động thủ, còn có loại cảm giác đầu gối như nhũn ra, tùy thời quỳ bái. Ngươi là Dương Sư? Không đúng, là Dương Sư lưu lại một đạo ý niệm. Đồng tử co rút lại, trong nháy mắt đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa rồi rõ ràng là Trương Huyền, thời gian nháy mắt khí tức bạo tăng nhiều như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là Dương Sư vì chiếu cố bản đệ tử, chuyên môn lưu lại một đạo ý niệm giấu ở trong cơ thể, tiến hành bảo hộ, thời khắc nguy hiểm mới hiển lộ ra. Đúng là bổn tòa, như thế nào, người muốn động thủ với học sinh của ta? Thanh niên ở trên không trung, dung mạo không có bất kỳ biến hóa, thần tình lại như thay đổi một người, vô luận khí chất hay thanh âm, đều hoàn toàn khác nhau. Nhất là ánh mắt, mang theo băng lãnh, trầm mặc, giống như đến từ một thế giới khác, sóng lớn quét sạch, để cho lão giả áo đen tựa như giam cầm ở trong lồng giam, động cũng không dám động. Dường như chỉ cần nhúc nhích thoáng cái, sẽ bị chém giết. Mặc dù hắn là thánh vực thất trọng, toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng biết rõ, loại thực lực này, ở trước mặt tồn tại đỉnh phong chính thức, cái gì cũng không tính. Giống như con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Đừng nói chiến đấu cùng công kích, chỉ sợ ngay cả một ý niệm trong đầu cũng không chịu nổi, gạt bỏ ngay tại chỗ, hồn phi phách tán, cái gì cũng không thừa nổi. Ngươi thật là Dương Sư. Thân thể run rẩy, lão giả áo đen vẫn còn mang theo nghi kỵ, có chút không dám tin tưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn gặp qua Dương Sư. Thanh âm không phải như thế, hơn nữa khí tức cũng bất đồng, như thế nào cũng nghĩ không ra là một. Lạc Thừa Tân, người chất vấn bổn tọa. Thanh niên tiến về phía trước một bước. Dầm ào ào. Không khí bốn phía keng keng rung động, tựa hồ có loại xu thế sụp đổ, tựa như lực lượng trên người hắn quá mạnh mẽ, một phương thế giới cũng không chịu nổi. Thừa Tân không dám. Sắc mặt trắng nhợt, lão giả áo đen vội vàng ôm quyền, không dám thở mạnh. Loại cảm giác áp bách khổng lồ này, hắn chỉ ở trên người lão tổ gặp được qua, không nghĩ tới vị trước mắt này cũng thi triển ra. Mấu chốt nhất là, hắn chưa bao giờ nói qua tên của mình, đối phương có thể nói ra, nói rõ tất nhiên nhận thức. Còn nói bản thân gọi Dương Huyền, chẳng lẽ thật sự là vị kia? Chỉ là, hắn ở trước mặt vị kia, con sâu cái kiến cũng không tính, dù gặp qua một lần, cũng là bởi vì lão tổ. Tên cũng không có cơ hội báo, sợ vũ nhục lỗ tai của đối phương. Làm sao có thể nhớ, hơn nữa nói thẳng ra. Không dám, ta xem ngươi là lá gan rất lớn. Thanh niên mặt không biểu tình, hoàn toàn bất đồng vừa rồi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho người ta cảm giác một cỗ uy nghiêm miệt thị chúng sinh, cao cao tại thượng. Thánh nhân Lạc gia, huyết mạch cường đại, đại tính không công pháp khoáng tuyệt cổ kim. Thân là đệ tử Lạc gia, không chăm chỉ tu luyện, ngược lại chơi đùa chỉ tốt ở bề ngoài, tam tiêu âm mạch, nghịch chuyển âm dương, chân khí hỗn tạp mà không thuần túy, lực lượng bác mà không tinh, hỗn độn thất huyệt, chọc khí ngập trời, càng là ba huyệt điên đảo, lực lượng quỷ dị, vượt qua phạm vi thừa nhận. Thời điểm nguyên thần phá vực, đầu cơ trục lợi tổn thương căn bản, dẫn đến lĩnh vực không được đầy đủ, chân khí hỗn tán. Đường đường đệ tử thánh nhân quý tộc, không đi giải quyết những thứ này, tranh thủ sớm ngày đột phá, lại tới nơi đây hù dọa vãn bối của bổn tọa, là cảm thấy thực lực của mình cường đại. Những mày, thanh niên lên tiếng như tiếng sấm nổ tung. Có muốn, bổn tọa chơi với ngươi hay không? Không dám. Toàn thân cứng đờ, Lạc Thừa Tân bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể như dính ở trên không trung, động cũng không dám động. Đối phương nói, tam tiêu âm mạch, hỗn độn thất huyệt. Đổi lại những người khác khả năng hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng mà hắn nghe vào trong tai, như là lôi minh, tựa hồ tùy thời có thể bạo tạc nổ tung. Đúng là nội dung trên quy tắc chung của Lạc gia đại tĩnh không công pháp. Huyết mạch Lạc gia, đối với không gian có thiên phú rất mạnh, trong đó truyền thừa chí bảo tĩnh không châu, là siêu cấp pháp bảo có thể giam cầm không gian. Nguyên nhân chính là như thế, đại tĩnh không công pháp hoàn toàn bất đồng công pháp khác, tam tiêu, thất huyệt. Là từ ngữ vô cùng cơ mật trong đó, không phải đệ tử hạch tâm, không người nào biết được. Người trước mắt này nói ra,
hơn nữa nói ra mình tu luyện thiếu sót, để cho thân thể của hắn rét run, mồ hôi từ trên lưng liên tục chảy ra. Nếu như nói lúc trước hoài nghi, có phải Dương sư hay không, hiện tại một chút tâm tư cũng không có. Coi như không phải, cũng tuyệt đối là một vị cường giả siêu cấp tương đương lão tổ, nếu không tuyệt đối không có khả năng liếc nhìn ra vấn đề của mình, nói không sai chút nào. Mặc dù hắn là đệ tử thánh nhân gia tộc, từ nhỏ có danh sư cường đại chỉ điểm, nhưng chịu hạn chế bởi huyết mạch cùng thiên phú, trong tu luyện còn khó tránh khỏi có chút sai lầm cùng lỗ thủng, dù không ảnh hưởng triển khai thực lực, nhưng muốn đạt tới cấp bậc cao hơn, đã là không thể nào. Đây cũng rất bình thường, nếu như tu luyện không có thiếu sót, chẳng phải mỗi một cấp bậc không có bình cảnh sao? Người người đều có thể tu luyện tới cao nhất. Nhưng cho dù có thiếu sót, cũng không phải người thường có thể nhìn ra được, đối phương liếc nhìn ra, loại nhãn lực này, chỉ sợ cũng chỉ có danh sư cửu tinh mới có thể đạt tới. Tại hạ không dám. Chương 2202, hồn ước từ nhỏ 2. Thanh âm phát run, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, Lạc Thừa Tân không dám thở mạnh. Không dám, ta xem ngươi rất dám a. Nếu như ta lưu lại đạo ý niệm này không ra, có phải tính toán giết học trò của ta hay không? Thanh niên nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ chỉ cần đối phương nói sai một câu, sẽ trực tiếp giết. Ta, không có tính toán động thủ với Trương sư. Nuốt ngụm nước miếng, Lạc Thừa Tân vội vàng giải thích. Tiểu công chúa là ta từ nhỏ nhìn lớn, người nàng thích, coi như ta lỗ mãng, cũng tuyệt không dám đả thương, nếu không tất nhiên sẽ oán trách ta cả đời. Sở dĩ tìm Trương sư, kỳ thật là muốn cho hắn biết khó mà lui, không nên liên lụy quá sâu, làm công chúa thương tâm. Như thế nào, ý của ngươi là, đệ tử của Dương mỗ không xứng với thánh nhân Lạc gia các ngươi? Thanh âm vang lên, mang theo sát khí. Ta không phải ý tứ này. Run rụt thoáng cái, Lạc Thừa Tân vội vàng giải thích. Quy củ của gia tộc, Dương sư tất nhiên cũng biết, sự tình tiểu công chúa cùng Trương gia quan hệ thông gia, không có biện pháp sửa đổi. Cuối cùng để cho hai người đều bị thương tổn, còn không bằng quyết định thật nhanh, thừa dịp bọn hắn chưa lâm vào bể tình quá sâu. Liền chấm dứt. Không có biện pháp sửa đổi. Là nguyên nhân Lạc gia các ngươi, hay là Trương gia? Nếu như là cái sau, ta đi tìm vị lão tổ kia nói một chút. Ánh mắt thanh niên nheo lại. Lạc Thừa Tân lắc đầu. Hôn ước của hai đại gia tộc sớm đã ở 20 năm trước liền định ra. Tiểu công chúa cũng là người bị hại, không có cách nào. 20 năm trước liền định ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh niên nhíu mày. Vị siêu cấp thiên tài kia của Trương gia, chắc hẳn Dương sư cũng có nghe thấy, còn chưa ra đời, liền được xác định là huyết mạch tinh thuần nhất. 20 năm trước sinh ra, mây đỏ đầy trời, thánh quang chiếu rọi, bài vị khổng sư lơ lửng trên không. Khi đó, Trương gia lão tổ tìm lão tổ của chúng ta, định cái hôn ước này, cũng ước định. Lạc Thừa Tân nói. Tháng 3 sang năm, thành hôn. Tháng 3 sang năm. Khuôn mặt thanh niên trầm xuống, thanh âm như hàn băng. Thành hôn, cũng cần ngày hoàng đạo sao? Cũng không phải ngày hoàng đạo, giống như nói quan hệ lấy một đại sự, lão tổ hạ xuống tử lệnh, ai cũng không dám cãi lời. Lạc Thừa Tân cười khổ lắc đầu. Tiểu công chúa bởi vì sự kiện này, ở trong tộc náo loạn thật lâu, kết quả chọc gia chủ tức giận, phong ấn tu vi. Bất quá tính khí của tiểu công chúa cũng vô cùng cố chấp, lặng lẽ rời nhà trốn đi. Ta cũng là vừa tìm được không lâu. Phát hiện, nàng đã tình căn sâu nặng với Trương sư. Mới nghĩ biện pháp khuyên can. Đại sự, cụ thể là cái gì, ta liền không có tư cách biết, cũng là trong lúc vô tình nghe được, dù sao Lạc gia chúng ta, bản thân cũng không yếu, không cần thiết nịnh bợ Trương gia, nếu không phải bởi vì nguyên do đặc thù, không có khả năng đáp ứng thỉnh cầu vô lễ như vậy của đối phương. Lạc Thừa Tân gật đầu. Nếu từ nhỏ liền định ra hôn ước, vị tiểu công chúa này của các ngươi, vì sao phải ồn ào với gia tộc? Vì sao không muốn gả cho siêu cấp thiên tài kia của Trương gia? Thanh niên hỏi tiếp, tựa hồ có chút nghi hoặc. Từ nhỏ liền lập hôn ước, lại là hai đại gia tộc, môn đăng hộ đối, dựa theo đạo lý, hẳn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư mới phải, trực tiếp cự tuyệt, còn không tiếc cùng gia tộc náo mâu thuẫn, cái này là vì sao? Lạc Thừa Tân kỳ quái nhìn thoáng qua, cảm thấy nhân vật như Dương sư. Như thế nào đột nhiên cảm thấy hứng thú với sự tình của tiểu nhi nữ, bát quái như vậy rồi hả? Bất quá không dám nghi vấn, tiếp tục nói. Vị siêu cấp thiên tài kia của Trương gia hết sức kỳ quái, sinh ra không lâu, liền bắt đầu bế quan, 20 năm qua chưa bao giờ xuất hiện một lần, thánh tử điện cũng không có đi qua.
Ngay cả lão tổ chúng ta cũng không có gặp qua, nghe nói đang tiếp thu truyền thừa đặc thù nào đó, không tiện gặp người. Tiểu công chúa từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua vị hôn phu này, càng không biết, cụ thể là bộ dáng nào, bản tính ra sao, tự nhiên không muốn. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Thanh niên nhíu mày. Chủ động đính hôn, nhưng ngay cả người cũng không thấy. Còn đệ nhất thánh nhân quý tộc của danh sư đại lục. Trương gia này cũng đủ quái dị. Vâng, dù sao trong thánh nhân quý tộc đồn đãi, đều nói vị thiên tài Trương gia này, kỳ thật không có thiên phú lợi hại như vậy. Cũng có nói, thời điểm kích hoạt thiên phú không thành công, sợ mất đi mặt mũi của quý tộc, lúc này mới cố ý ẩn núp, không dám để cho đối phương gặp người. Càng có người nói, vừa ra đời liền mất tích, không biết đi nơi nào, những năm này Trương gia phái vô số người tìm kiếm, tìm khắp nơi cũng không được, dù sao. Vị thiên tài này không ai gặp qua, càng không người biết rõ ở đâu. Lạc Thừa Tân thở dài. Cẩn thận nói tiếp, tiểu công chúa cũng là người cơ khổ. Vừa ra đời liền lưng đeo trách nhiệm gia tộc, nhất định phải gả cho một người chưa bao giờ thấy qua, đổi lại là ai, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra tâm lý nghịch phản rất nặng. Ước định hôn ước, nhưng ngay cả người cũng ẩn núp đi, Trương gia này thật đúng là đệ nhất gia tộc. Ánh mắt nheo lại, thanh niên hừ lạnh. Thấy qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Còn có vị siêu cấp thiên tài kia, xem về sau ta không hảo hảo giáo huấn một chút, cho các ngươi biết rõ. Làm người như thế nào? Chương 2203, lại vào Khâu Ngô Cung 1. Dù vị thiên tài kia của Trương gia nói ba hoa trích chòe, thế gian hãn hữu, nhưng có Thiên Đạo Thư Viện, hắn có được tự tin tuyệt đối, cấp bậc giống nhau đụng phải, tuyệt đối có thể hành hạ đối phương kêu cha gọi mẹ, hoài nghi nhân sinh. Không vì cái khác, chỉ vì những năm này Nhược Hy bị ủy khuất. Nữ nhân của Trương Huyền ta, ai dám chạm, ta liền giết kẻ đó. Dương Sư, nếu như Trương Sư này là học sinh của ngươi, ta sẽ không quấy rầy, cáo lui trước. Thấy ánh mắt của Dương Sư nheo lại, sát cơ bắn ra, Lạc Thừa Tân run rụt thoáng cái, cẩn thận từng ly từng tí nói. Sớm biết Dương Sư ở trên người Trương Huyền lưu lại ý niệm cường đại như thế, tuyệt đối không đến nhắc nhở a. Đi đi. Thanh niên khoát tay áo. Đa tạ Dương Sư. Lạc Thừa Tân vội vàng xoay người, đi vài bước, ngừng lại, chần chờ một lát, lần nữa nhìn qua. Mong Dương Sư có thể nói cho Trương Sư một tiếng, có thể buông tay thì buông tay đi, tiểu công chúa từ nhỏ đến lớn, chịu khổ quá nhiều, ta thật không muốn nhìn nàng. Tiếp tục bị thương tổn. Nghe nói như thế, thanh niên nhíu mày, thấy đối phương chân tâm thật ý, là thật cân nhắc vì Lạc Nhược Hy, lắc đầu. Đi đi. Vâng. Lạc Thừa Tân nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người rời đi. Thấy đối phương đi xa, lúc này thanh niên mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước khí tức trên người như đâm rách thiên địa, trong nháy mắt tiêu tán, cả người như bóng da xì hơi, toàn thân mềm yếu, tựa hồ nhấc không nổi cánh tay. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền kiên trì không nổi. Trương Huyền lắc đầu. Vừa rồi để cho ngoan nhân thôn vệ bản chép tay của Khổng Sư, sinh ra khí tức cường đại, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng trên thực tế kiên trì không được bao lâu. May mắn gần đây tâm cảnh khắc độ gia tăng, không kém đối phương nhiều, mới không có bị nhìn ra. Nếu không khẳng định lòi đuôi. Đương nhiên, cũng may mắn vừa rồi một đường chạy như điên, nơi này ít ai lui tới, nếu không khí tức cường đại như vậy để lộ, tất nhiên đưa tới vô số cường giả. Nhanh chóng trở về, nếu như gia hỏa này phát hiện không đúng, tới nữa mà nói, lại không có nhiều bản chép tay của Khổng Sư như vậy sinh ra khí thế. Biết rõ bây giờ không phải là thời điểm ngừng, Trương Huyền vội vã bay vút về phía chiến sư đường. Không lâu sau, trở lại chỗ ở của mình. Lúc này mới cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Dù mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn trấn nhiếp đối phương, nhưng hắn biết rõ, ngụy trang ở trước mặt cấp bậc cường giả này, không thể nghi ngờ là khiêu vũ trên mũi đao, bảo hổ lột da, trong lòng thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Nếu không phải tâm lý tố chất vượt qua thử thách, khẳng định sớm đã bị đối phương nhìn ra. Khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức một canh giờ, lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Nhất định phải ở trước tháng 3 năm sau. Có được thực lực hoặc địa vị có thể chống chọi Trương gia. Nhớ tới lúc trước cùng Lạc Thừa Tân đối thoại, trong lòng Trương Huyền có cảm giác áp bách nồng đậm. Nghe khẩu khí của hắn, hôn ước này không riêng gì quan hệ thông gia, còn liên lụy một chuyện rất lớn, không cho cự tuyệt, coi như là Lạc Nhược Hy là tiểu công chúa được Lạc gia thương yêu nhất, cũng không được. Dù mình là thiên tài, nhưng sự tình thiên nhận danh sư, thiên nhận thánh giả không dám tuyên dương, đã định trước đối phương không có khả năng coi trọng.
vì vậy muốn quang minh chính đại lấy Lạc Nhược Hy, để nàng không giống như Mộc Sư hối hận cả đời, chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực cùng địa vị. Trước tháng 3 năm sau, có được năng lực nói chuyện ngang hàng với Trương gia. Như vậy đối phương mới có thể coi trọng, mới có thể cân nhắc đề nghị của mình. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng vì một cái gọi là thiên tài, mà đắc tội thánh nhân quý tộc đệ nhất đại lục, đắc tội một siêu cấp thiên tài có thể làm cho pho tượng Khổng Sư lơ lửng. Còn có 8 tháng, bây giờ là thánh vực nhị trọng đỉnh phong, muốn có được năng lực thảo luận điều kiện với Trương gia, ít nhất phải vượt qua Lạc Thừa Tân, vượt qua thánh vực thất trọng. Trương Huyền trầm tư, đã có cảm giác áp bách nồng đậm. Dù từ khi bắt đầu tu luyện, đến bây giờ thánh vực nhị trọng, chỉ dùng không đến một năm, tốc độ cực nhanh, nhưng hắn rõ. Tu vi càng về sau càng khó. Không chỉ công pháp càng ngày càng ít, càng ngày càng khó tìm, càng trọng yếu là, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Lúc trước, một linh thạch hạ phẩm, có thể để cho hắn từ võ giả đột phá đến hóa phàm, liên tiếp 10 đại cấp, mà bây giờ. Coi như là tinh nguyên thượng phẩm, cũng chưa hẳn có thể để mình tiến bộ. Càng trọng yếu là, tu luyện tới thánh vực, liên lụy đến linh hồn cùng nguyên thần, không riêng gì linh khí sung túc có thể đột phá, còn có quan hệ tới tâm tính, tâm cảnh, tuyệt đối không có khả năng giống như trước một thoáng mà thành tựu. Bởi vậy, dù chỉ là 6 cấp bậc, nhưng muốn trong vòng 8 tháng hoàn thành. Rất khó, coi như là hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc, chỉ có thể tranh thủ thời gian, nắm chặt thời gian. Mau mau tu luyện, Nhược Hy, người đợi ta. Ta tuyệt sẽ không để ngươi bị ủy khuất. Siết chặt nắm đấm, ánh mắt Trương Huyền kiên định. Thông qua nói chuyện với Lạc Thừa Tân, hắn cũng biết, lúc trước Lạc Nhược Hy có thể đáp ứng hắn, là đã trải qua loại giày vò nào. Đối phương quyết định cùng mình ở chung một chỗ, thân là nam nhân, không thể phụ lòng. Vô luận như thế nào, cũng phải để nàng quang minh chính đại gả cho mình, không chịu một chút ủy khuất. Trương gia thật muốn ngăn trở, vậy, liền dẫm lên. Trong lòng có quyết định. Tâm niệm càng thêm thông suốt, Trương Huyền cảm thấy linh hồn của mình đã nhận được lột xác, trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm thuần túy. Tu luyện, tranh thủ trước hừng đông trùng kích đến thánh vực tứ trọng. Khoanh chân ngồi dưới đất, Trương Huyền xem qua công pháp thánh vực tam trọng, tứ trọng một lần. Lúc trước liền siêu tập xong, hiện tại vừa vặn có thời gian, thừa cơ tu luyện một phen. Chương 2204, lại vào Khâu Ngô Cung 2. Cổ tay khẽ đảo. Từ trong tay Sở Thiên Hành lấy được 17 viên tinh nguyên thượng phẩm, xuất hiện ở lòng bàn tay. Hiện tại hắn tu luyện, linh thạch bình thường đã không có hiệu quả. Bình tâm tĩnh khí, chân khí vận chuyển trong người, ý thức trong nháy mắt đi vào trước mặt nguyên thai. Thánh vực tam trọng, thai anh cảnh, cũng gọi là nguyên anh cảnh, là để cho nguyên thai cùng linh hồn dung hợp, hình thành trẻ mới sinh. Cửa này, khó khăn nhất chính là nghiền nát nguyên thai, để cho nó phá kén thành bướm. Cũng chính là phá thai thành anh. Không ít tu luyện giả, đều vây ở cửa này, không cách nào đột phá. Đã có thiên đạo công pháp, dù không tồn tại bình chướng, nhưng nguyên thai của hắn đã đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, kiên cường dẻo dai, muốn phá vỡ, chỉ sợ khó hơn người bình thường rất nhiều. Linh hồn, ra. Tinh thần khẽ động, hồn thể khổng lồ đi vào trước mặt nguyên thai. Đột phá thai anh cảnh, có 2 bước. Thứ nhất, linh hồn cùng nguyên thai dung hợp. Thứ hai, nguyên thai phá kén thành bướm, thai vỡ hóa anh. Dựa theo thiên đạo công pháp miêu tả, linh hồn đi vào nguyên thai cực kỳ đơn giản, chỉ cần mở ra một cánh cửa liền có thể đi vào trong đó, dung hợp. Cân nhắc pháp quyết tu luyện trong công pháp, Trương Huyền tập trung tinh thần, trên nguyên thai quả nhiên chậm rãi xuất hiện một cánh cửa. Hồn thể nhoáng một cái, thẳng tắp chui vào trong. Giặc giặc, mới chui thoáng cái, lập tức đứng ở giữa không trung, hai chân liên tục run rẩy. Không tốt, kẹt rồi. Hồn thể của hắn thật sự quá lớn, trải qua phong thánh, một lần nữa về tới 10 mét, dù nguyên thai ở trong đồng cấp, coi như là tồn tại nghịch thiên, nhưng so sánh với hồn thể, còn kém quá nhiều. Căn bản là chui không lọt. Coi như linh hồn có thể biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ. Cũng có hạn độ nhất định, thật giống như để cho voi tiến vào hạt đào. Căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vùng vẫy nửa ngày, mới rút linh hồn bị kẹt ra. Khóe miệng co giật, khuôn mặt Trương Huyền xoắn xuýt. Tinh nguyên thượng phẩm đã có, thiên đạo công pháp cũng không có chút sai lầm nào, nhưng hồn thể quá lớn, chui không lọt nguyên thai, làm sao tu luyện. Vào không được, liền không có biện pháp dung hợp, thì càng đừng nói phá thai thành anh rồi. Cái này gọi là chuyện gì? Lại chui mấy lần, đồng dạng bị kẹt,
còn có một lần thiếu chút nữa không rút ra được, Trương Huyền phiền muộn sắp khóc. Vốn nghĩ rằng bị kích thích, tức giận phấn đấu, một hơi liên tục đột phá hai tầng, đạt tới nguyên thần cảnh lại nói. Hiện tại xem ra, nghĩ quá đơn giản. Thiên đạo công pháp là không có bất kỳ sai lầm, nhưng mà ta tu luyện vu hồn sư, hồn thể cường đại, dĩ nhiên không thích hợp rồi. Xoa xoa mi tâm. Trước kia tu luyện, linh hồn là linh hồn, chân khí là chân khí. Mà muốn trùng kích thai anh cảnh, nhất định phải hoàn mỹ dung hợp hai thứ này. Chân khí tu luyện giả, cùng vu hồn tu luyện giả, là hai phương hướng, hơn nữa tu luyện tới cuối cùng, đều có thể đạt tới cực hạn. Dưới tình huống bình thường, không ai có thể kiêm tu. Trương Huyền mượn nhờ thiên đạo công pháp thành công cải tiến pháp quyết vu hồn, để cho nhục thân cùng linh hồn cùng chung phát triển, giai đoạn trước không có cảm thấy cái gì, nhưng đến thời điểm dung hợp, liền xảy ra vấn đề. Hai loại đều đạt đến cực hạn, như là nước mỡ, khó có thể dung hợp. Tỷ như, đánh bóng một công cụ phức tạp, không có cấu tạo chỉnh thể tham khảo, coi như chế tạo linh kiện đơn độc lại xinh đẹp, lại hoàn mỹ, gây chuyện không tốt cũng sẽ lắp ráp không vào, lớn nhỏ không thích hợp. Nguyên thai cùng hồn thể của hắn, giống như EQ chỉ lớn chừng hột đào, lại đối ứng một ốc phít đường kính 10 mét. Có thể lắp vào mới là lạ. Nên làm cái gì bây giờ? Tinh thần rời khỏi đan điền, Trương Huyền sầu muộn. Còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trước kia, có được kinh nghiệm tu luyện của tiền nhân, trực tiếp lợi dụng thư viện dung hợp là tốt rồi, hiện tại. Không ai gặp được loại sự tình này, coi như muốn mượn cũng không có biện pháp. Khó trách Khổng sư nói, muốn đi xa hơn, cần phải đi ra con đường thuộc về mình, một mực kế thừa trí tuệ tiền nhân, tuy có thể tiến bộ nhanh hơn, nhưng đồng dạng sẽ gồng cùng xiềng xích phương hướng cùng động lực tiến lên. Xem ra, hắn đã phát hiện ta tu luyện tồn tại vấn đề. Ban đầu ở Khâu Ngô Cung, Khổng sư đã nói với hắn, tu luyện phải đi con đường của mình. Hiện tại mới hiểu được, có khả năng đối phương đã nhìn ra vấn đề của hắn, mới cho nhắc nhở, đáng tiếc. Bản thân không có coi là chuyện quan trọng. Đi con đường của mình, đi như thế nào? Loại tình huống này, đã không còn mục tiêu có thể tham khảo, Trương Huyền nhíu mày, trong lòng trầm tư. Đi con đường của mình, nói đơn giản. Trên thực tế khó càng thêm khó. Có thể nói, là không thể nào hoàn thành. Đúng rồi, đi Khâu Ngô Cung nhìn xem, có lẽ có thể tìm được Khổng sư lưu lại cái gì, sinh ra dẫn dắt. Trầm tư hồi lâu, cũng không có tìm được phương pháp giải quyết, trong lòng khẽ động. Cổ tay khẽ đảo, một thủy tinh cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, phía trên điêu khắc hoa văn đặc thù, tựa như địa đồ. Lúc trước luyện hóa thủy tinh, liền thu toàn bộ Khâu Ngô Cung vào trong đó, tùy thân mang theo. Chỉ là chưa bao giờ đi vào mà thôi. Vào xem. Thân là chủ nhân, có được phương pháp đi vào, tinh thần khẽ động, trong nháy mắt Trương Huyền biến mất khỏi tại chỗ. Chương 2205, diễn không thiên thư 1. Vù vù. Sau một khắc, đã đi tới trước mặt bia đá của Khâu Ngô Cung. Thân bia khổng lồ do linh thạch thượng phẩm điêu khắc thành, lúc trước để cho hắn động tâm không thôi, muốn trộm đi, hiện tại. Loại linh thạch cấp bậc này. Đối với hắn đã không có tác dụng gì, bởi vậy cũng không còn lực hấp dẫn. Cái chữ này, dĩ nhiên đạt đến cảnh giới giống như thực giống như huyễn. Ánh mắt rơi vào trên ba chữ to Khâu Ngô Cung. Lúc trước, chức nghiệp thư họa không cao, nhìn không ra ưu khuyết, hiện tại xem ra, ba chữ kia tuyệt đối đạt đến bát cảnh. Tuy kiểu chữ đơn giản, làm cho người ta cảm giác không bằng một bộ thư họa, nhưng nhìn lâu, như trước sẽ đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hả, không đúng, cái chữ này, sao có chút không đúng? Xem một lát, Trương Huyền đang muốn rời đi, đột nhiên nhướng mày. Vừa mới bắt đầu nhìn, ba chữ kia không có đặc thù gì, nhưng nhìn lâu, chân khí trong cơ thể lưu động, vậy mà tùy theo vũ động, giống như tùy thời bắn tung tóe ra. Là phương pháp vận hành đại bi thiên ma trưởng. Cảm thụ chân khí theo quỹ tích ba chữ kia vận hành, Trương Huyền có chút sững sờ. Đại bi thiên ma trưởng, là hắn học của Khâu Ngô cổ thánh. Sao ba chữ kia lại gây ra phản ứng? Thử xem. Không có áp chế chân khí vận chuyển, bàn tay Trương Huyền nhẹ nhàng dựng thẳng lên, nhẹ nhàng quét tới thạch bích. Đại bi thiên ma trưởng đạt tới thiên đạo cấp, đã đạt đến cảnh giới nặng nhẹ tùy tâm, tuy tiếp xúc bia đá, nhưng lại không để cho nó bị tổn thương. Ô, ô, ân. Mới cùng bia đá tiếp xúc, đột nhiên ba chữ to đại phóng ánh sáng, Trương Huyền lảo đảo, lập tức biến mất khỏi tại chỗ. Mở to mắt. Phát hiện đi vào một không gian khác, thoạt nhìn không lớn, trước mắt rậm rạp chẳng chỉ các loại phù văn.
Diễn không thiên thư. Đồng tử co rụt lại, một nhóm chữ xuất hiện ở trước mắt. Những phù văn này, tổ hợp chung một chỗ, tạo thành một bộ công pháp tu luyện đặc thù, gọi là diễn không thiên thư. Xem một lát, Trương Huyền liền biết cực kỳ cao thâm, vượt xa bất kỳ pháp quyết nào hắn tu luyện. Chẳng lẽ, cái này là Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa? Nắm đấm siết chặt. Lúc trước tượng đá cổ thánh bị hắn đả kích biến mất, chưa kịp nói truyền thừa của mình ở đâu, vốn tưởng rằng sẽ không còn khả năng nhận được, không nghĩ tới. Lại có thể giấu ở trong tấm bia đá. Đi vào di tích, người người chỉ muốn đi tìm chỗ bí ẩn nhất, nằm mộng cũng không nghĩ đến, kỳ thật vật chân quý nhất liền giấu ở địa phương bắt mắt nhất. Bất quá, cái không gian này, cần đại bi thiên ma trưởng mới có thể kích hoạt, đi vào trước mặt bia đá, coi như phát hiện đặc thù, không biết chiêu này, khẳng định cũng không cách nào tiến đến. Chớ nói chi là được truyền thừa. Diễn không thiên thư, lấy số lượng đại diễn tiến hành suy tính, tháo gỡ bầu trời, không gian ra, tiến hành khống chế. Tuy không biết phù văn phía trên, nhưng mà ánh mắt đảo qua, lập tức minh bạch ý tứ trong đó. Bộ công pháp này, giống như đại bi thiên ma trưởng, chia làm ngũ trọng, đạt tới tầng thứ 5, có thể đứng ở đỉnh phong của thế giới, so với ta cũng không yếu chút nào. Từng đạo phù văn đi vào trong đầu, ánh mắt Trương Huyền càng ngày càng sáng. Vốn có được thiên đạo công pháp, không thèm để ý Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa, nhưng xem hết phù văn, mới biết được bộ công pháp này cường đại, nghiêm túc tu luyện mà nói, đối với không gian sẽ có được lực khống chế rất mạnh, thậm chí có thể tiện tay bố trí không gian gấp, sẽ không cần bị động như thế. Cùng người chiến đấu, lực lượng tuyệt đối sẽ bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Bộ diễn không thiên thư này, tu luyện tới nhị trọng đỉnh phong, gặp lại Lạc Thừa Tân lúc trước, coi như đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể đào tẩu. Sắc mặt hắn tràn đầy kích động. Lạc Thừa Tân là người mạnh nhất xuất thủ với hắn cho đến trước mắt, thánh vực thất trọng, coi như dùng hết thảy thủ đoạn cũng không thể chiến thắng, thậm chí trốn cũng trốn không thoát. Nhưng tu luyện diễn không thiên thư liền không giống. Không nói đạt tới ngũ trọng, chỉ cần đạt tới nhị trọng đỉnh phong, có thể đơn giản tránh thoát đối phương áp bách, thuận lợi bỏ trốn. Bất quá, bộ công pháp này đối với chân khí, lực lượng cũng có yêu cầu rất cao, muốn tu luyện đến nhị trọng đỉnh phong, không có thực lực xuất khiếu cảnh đỉnh phong, hầu như là làm không được. Nhìn xem có thể dung hợp thành thiên đạo công pháp hay không. Rất nhanh, xem hết phù văn một lần, thuận tiện ghi chép vào thư viện, Trương Huyền thở ra một hơi. Những ngày này, ghi chép công pháp, bí tịch, số lượng đã đạt đến mức độ kinh người, có lẽ có thể cùng diễn không thiên thư thuận lợi dung hợp. Chính xác. Thấp giọng hô một tiếng, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Ngón tay điểm trên một chút, tri thức chảy vào trong đầu. Tạo thành thiên đạo công pháp nhất trọng, nhị trọng, còn kém rất xa, còn dư lại càng không cần phải nói. Rất nhanh xem hết, trên mặt Trương Huyền mừng rỡ. Loại tình huống này nằm trong dự liệu. Tuy diễn không thiên thư là một bộ pháp quyết, nhưng kèm theo cấp độ bất đồng, đối ứng phương pháp tu luyện cũng tất nhiên bất đồng. Trong khoảng thời gian này hắn siêu tập công pháp cấp bậc cao nhất cũng chỉ là thánh vực trung kỳ, ở Thanh Nguyên đế quốc coi như là rất lợi hại, nhưng muốn dung hợp diễn không thiên thư liền kém quá xa. Có thể dung hợp hoàn chỉnh nhất trọng, liền coi như không tệ. Chương 2206, diễn không thiên thư 2. Tu luyện thoáng cái. Tràn đầy kích động, công pháp nhất trọng ghi tạc vào tâm, rời khỏi không gian bia đá, tìm cái địa phương, lấy ra tinh nguyên thượng phẩm, bắt đầu tu luyện. Diễn không thiên thư, là một loại công pháp mượn nhờ lực lượng không gian, tăng lên thực lực, không thuộc về võ kỹ, cũng không thuộc về công pháp gia tăng tu vi. Tu luyện tới tầng thứ 5, có thể thuần thục nắm giữ không gian, xuyên thẳng qua trong đó, ngày đi ngàn vạn dặm, hơn trăm triệu dặm cũng không thành vấn đề. Ngũ trọng công pháp, tổng cộng chia làm 5 cảnh giới, theo thứ tự là, xúc địa, xuyên toa, khống chế, sáng tạo cùng hủy diệt. Nhất trọng, tu luyện tới cực hạn. Có thể xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra 100 mét. Cùng người chiến đấu, hoàn toàn có thể làm được, trong nháy mắt tránh né hoặc tiến công, đào tẩu cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Phương pháp tu luyện chảy xuôi ở trong lòng, chân khí trong cơ thể Trương Huyền vận chuyển, rất nhanh lâm vào ý cảnh đặc thù, lĩnh ngộ không gian cũng càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, ánh mắt mở ra, đứng dậy, tiến về phía trước một bước. Phần phật, đã xuất hiện ở hơn 100 mét. Thành công. Ánh mắt sáng lên. Tu luyện diễn không thiên thư cũng không thể khiến tu vi gia tăng bao nhiêu, nhưng có thể khiến hắn lĩnh ngộ không gian trở nên càng mạnh hơn nữa, phối hợp thêm thân pháp hành giả vô cương,
có thể cho cả người trở nên xuất quỷ nhập thần, như quỷ như mị. Loại tốc độ này cùng lĩnh ngộ không gian, có thể chiến một trận với Điền Phó Đường Chủ. Lúc trước lấy thực lực của hắn, dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng gặp được cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh như Điền Phó Đường Chủ, còn không cách nào thắng được. Bất quá học tập diễn không thiên thư liền không giống, đối với không gian đã có nhận thức rõ ràng hơn, coi như đối phương dùng nguyên thần áp bách, cũng có thể đơn giản tránh thoát, thậm chí thần không biết quỷ không hay đi vào trước mặt, cho một kích chí mạng. Càng trọng yếu là, học tập thiên đạo diễn không thiên thư nhất trọng, ta đã có thể bố trí ra một ít trận pháp không gian, loại trận pháp này, tuy không cách nào giống như không gian gấp, dung nạp vật phẩm, nhưng có thể ngăn cách xem xét, thậm chí, áp xúc đồ vật. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Lúc trước, hồn thể quá lớn, không cách nào hòa hợp tiến vào nguyên thai, nhưng hiện tại nghĩ biện pháp bố trí một trận pháp không gian, áp xúc, thì có thể nhẹ nhõm đi vào môn hộ, hoàn thành cả hai dung hợp. Công pháp thật là tốt, nhưng tiêu hao, không tránh khỏi quá lớn đi. Cảm thụ xong biến hóa, nhìn xem bã vụn đầy đất, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Vừa rồi chỉ tu luyện diễn không thiên thư nhất trọng, thậm chí còn không có đạt tới cao nhất. Thật vất vả lấy được 17 viên tinh nguyên thượng phẩm, liền triệt để tiêu hao sạch sẽ. Bộ công pháp này, có thể làm cho người lĩnh ngộ không gian, sức chiến đấu bạo tăng, là tuyệt học hiếm có. Nhưng tiêu hao linh thạch cũng là một sự tình vô cùng kinh khủng. Vốn còn nghĩ, nhiều tinh nguyên thượng phẩm như vậy, hẳn là có thể trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong, kết quả, còn chưa bắt đầu đã dùng xong, vừa nghĩ liền tràn đầy bực bội. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đứng dậy. Thân thể nhoáng một cái, rời Khâu Ngô cung. Giải quyết xong vấn đề linh hồn đi vào nguyên thai, hiện tại quan trọng nhất là, nghĩ biện pháp kiếm tinh nguyên thượng phẩm. Thời gian không có tiền, một ngày cũng không qua được a. Đi nơi nào kiếm? Trở lại chỗ ở, Trương Huyền cũng không sốt ruột đi ra ngoài, mà cúi đầu trầm tư. Muốn kiếm tiền, cũng phải tìm được địa phương mới được, hoàng thất của Thanh Nguyên đế quốc mới có 17 viên, chiến sư đường cũng chỉ có 10 viên. Ở đâu mới có thể tìm được càng nhiều? Hỏi hình đường chủ một chút. Biết mình không quen Thanh Nguyên Thành, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Trương Huyền đứng dậy, đi ra phòng. Lúc này, trời đã sáng rõ, ánh mặt trời rơi vãi, dù chỉ là sáng sớm, đã có chút nóng. Tìm được hình đường chủ, liền thấy hắn đã bắt đầu tu luyện lưu ly luyện tâm kinh, mặc dù chỉ ngắn ngủn vài ngày, nguyên thần lại trở nên càng thêm tinh thuần, khí tức hùng hậu. Hình đường chủ. Đám người Hứa trưởng lão như thế nào? Có nghe lời hay không? Trương Huyền biết rõ đối phương tiếp tục tu luyện xuống, hẳn là dùng không được bao lâu, có thể trải qua xuất khiếu kiếp, trùng kích xuất khiếu cảnh sơ kỳ, cười cười hỏi. Ngày hôm qua đám người Hứa trưởng lão được chiến sư đường mang đi, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là đã dàn xếp xuống. Bọn hắn vô cùng nghe lời, bất quá, ngày hôm qua gặp Tôn Cường quản gia, toàn bộ thu vào Huyền Huyền hội rồi. Hình đường chủ cười khổ. Bọn độc sư này thật là nghe lời, vốn đã dàn xếp tốt, nhưng không biết tại sao gặp quản gia Tôn Cường của Trương Sư. Thực lực của Tôn Cường cũng không được tốt lắm, nhưng chẳng biết tại sao, người độc điện lại cực kỳ cung kính. Vì vậy, quản gia này mời đối phương gia nhập, một đám độc sư. Liền biến thành thành viên của Huyền Huyền hội. Đương nhiên, đồng dạng thuộc về một phần tử của chiến sư đường. Dù sao cũng quy chiến sư đường các ngươi quản lý. Lẫn nhau học tập, lẫn nhau trao đổi, vẫn là không tệ. Trương Huyền gật đầu. Cũng đúng, đúng rồi Trương Sư, chiến sư đường của phong hào đế quốc khác, mấy ngày nay sẽ tới trao đổi. Ngươi xem có thể giảng cho đám chiến sư mấy tiết học hay không? Hình đường chủ nói. Chiến sư đường của phong hào đế quốc khác, trao đổi. Trương Huyền sững sờ. Vâng, không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 ngày có thể tới. Hình đường chủ nhẹ gật đầu. Chương 2207, cùng lên đi 1. Có bao nhiêu chiến sư đường, bọn hắn, có nhiều tinh nguyên thượng phẩm hay không? Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền vội vàng nhìn tới. Hiện tại hắn thiếu tiền thiếu đến điên rồi, nếu chiến sư đường của phong hào đế quốc đến đây trao đổi, hẳn sẽ có tiền, mình có thể suy nghĩ chút biện pháp. Tổng cộng 3 cái, không kém chiến sư đường chúng ta bao nhiêu, hơn nữa tiêu hao, hẳn là không có nhiều tinh nguyên thượng phẩm a. Thấy vị trước mắt này mới mở miệng chính là Linh Thạch, hình đường chủ cười khổ lắc đầu. Không kém bao nhiêu. Đúng vậy, phong hào đế quốc cấp dưới đế quốc liên minh, tổng cộng 8 cái, trong đó 4 cái, vô luận quốc lực hay danh sư đường, cấp bậc đều cao hơn chúng ta một ít, thuộc về thượng cấp. Còn dư lại 4 cái,
bao gồm Thanh Nguyên Đế quốc chúng ta ở bên trong, thuộc về hạ cấp. Lần này tới đây trao đổi là cái sau, tính toán tuyển chọn nhân tài, đi tiềm trùng đế quốc tu hành, tổng cộng 20 danh ngạch. Hình đường chủ giải thích. Dĩ vãng Thanh Nguyên chiến sư đường chúng ta, chỉ có thể được 2 danh ngạch, thành tích một mực kế cuối, lần này cùng Huyền Huyền hội trao đổi, mọi người được lợi rất nhiều, hy vọng có thể tranh thủ thêm mấy cái. Đi tiềm trùng đế quốc tu hành, chỗ đó có thánh địa tu luyện. Trương Huyền kỳ quái. Lúc trước đi Huyền Vũ đế quốc, là bởi vì bọn hắn có hóa thanh trì, có trợ giúp tu luyện linh hồn, chẳng lẽ tiềm trùng đế quốc này cũng có thánh địa cùng loại. Muốn nói thánh địa, hoàn toàn chính xác có một cái. Tiềm trùng đế quốc có một kiếm trì, trong đó vô ẩn chứa số kiếm ý kiếm pháp, nếu như có thể đi vào học tập, đối với lực lượng chiến đấu sẽ có trợ giúp thật lớn. Bởi vậy danh ngạch này, đối với Thanh Nguyên chiến sư đường chúng ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, lấy được càng nhiều, liên minh tổng bộ chiến sư đường cho ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Hình đường chủ nói, ban thưởng, ánh mắt Trương Huyền lập tức sáng. Vâng, lần trước trao đổi, Sùng Viễn Phong Hào đế quốc được đệ nhất. Liền được tổng bộ ban thưởng trên 100 tinh nguyên thượng phẩm. Hình đường chủ nói tiếp. Trên 100 tinh nguyên thượng phẩm. Trương Huyền kích động. Nếu như có nhiều tinh nguyên thượng phẩm như vậy, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đột phá đến thai anh cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể thử trùng kích nguyên thần cảnh đỉnh phong rồi. Vâng. Hình đường chủ nhẹ gật đầu. Kỳ thật loại trao đổi này, có chút tương tự quân khu luyện binh, từ từng cấp bậc lấy ra binh vương lợi hại nhất tiến hành quyết đấu, đạt được thắng lợi càng nhiều. Tổng bộ tự nhiên cũng không keo kiệt, đối với chiến sư đường cùng chiến sư cấp dưới mà nói, cũng là một loại cổ vũ. Trương Huyền hiểu được, nếu như so sánh chiến sư thành quân đội của danh sư đường, các quân khu trong lúc đó tiến hành giao lưu, cũng là chuyện bình thường. Không có so sánh, sẽ không có áp lực, vô luận quân đội hay quân kỷ đều trở nên buông lỏng. Nếu như trương sư có thể hỗ trợ chỉ điểm, thật muốn đạt được ban thưởng, ta có thể đổi thành tinh nguyên thượng phẩm, phân ra một nửa cho ngươi. Ngươi cũng biết, quyền hạn của ta chỉ có thể vận dụng một nửa, nhiều thì không được. Hình đường chủ nói, vị trước mắt này, không chỉ sức chiến đấu cường đại, đồng cấp vô địch, càng trọng yếu là, lý giải chiến đấu cùng võ kỹ đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Tuy chỉ điểm vô cùng ít, nhưng mỗi một câu đều để người hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ, có hắn chỉ điểm mà nói, Thanh Nguyên chiến sư đường có lẽ thật có thể vượt qua thành tích dĩ vãng, đạt tới một độ cao mới. Nguyên nhân chính là như thế. Thấy hắn tới đây, mới nhịn không được mở miệng. Thành giao. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe thanh niên đối diện đáp ứng. Nói giỡn. Hiện tại thiếu chính là linh thạch, đừng nói một nửa, coi như 1/3 cũng đáng tiêu phí tâm tư. Cứ quyết định như vậy đi, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 chiến sư đường còn lại, trong 3 ngày sẽ tới. Trương sư cần huấn luyện như thế nào, ta có thể bảo đảm chiến sư vô điều kiện phối hợp. Thấy hắn đáp ứng. Hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Người nói trao đổi này, cần cấp bậc tu luyện giả gì? Người tham gia so tài chọn xong chưa? Trương Huyền hỏi. Cái trao đổi này, cần 20 tu luyện giả, từ tàm phong cảnh bắt đầu, mãi cho đến thần thức cảnh đỉnh phong, vừa vặn 20 tiểu cấp. Người lúc trước chúng ta liền chọn xong rồi. Hình đường chủ gật đầu. Từ tàm phong cảnh bắt đầu, bán thánh, tòng thánh, trục không cảnh, thần thức cảnh, 5 đại cảnh giới. Từng cấp bậc đều có 4 tiểu cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cộng lại vừa vặn 20 cấp. Từng cấp bậc đều có người mạnh nhất. Người ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Nếu như người chọn lựa tốt rồi, còn dư lại liền đơn giản, chỉ cần nhìn xem mỗi người am hiểu cái gì nhất, sau đó lại tiến hành chỉ điểm cùng lợi dụng, có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Tại luyện võ phòng. Cười cười, hình đường chủ vội vàng dẫn đường. Luyện võ phòng ngay ở phụ cận võ kỹ điện. Là địa phương chiến sư luận bàn, đại sảnh vô cùng rộng lớn, chính giữa có 4 đài tỉ thí, còn chung quanh, thì xây dựng khán đài cùng tĩnh thất, dùng để cho chiến sư xem cuộc chiến cùng nghỉ ngơi. Còn không có đi vào, chợt nghe tiếng gió gào thét, tựa hồ có người tỉ thí. Đi vào đại môn, quả nhiên thấy trên một đài tỉ thí, 2 vị chiến sư đang luận võ, lực lượng hùng hồn kích động 4 phía, chiêu số hoa mỹ, khiến người ta không kịp nhìn. Xung quanh có hơn 10 chiến sư vây quanh. Mỗi khi chứng kiến tuyệt chiêu lợi hại sử dụng ra, liền phát ra thanh âm hưng phấn. Trương Huyền nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong rõ ràng còn có 2 người quen, đúng là Thạch Hạo ở nội tức điện gặp phải, cùng với Tiêu Đàm ở võ kỹ điện thi triển đại tinh la chỉ lực. 2 người này, ở cung điện của mình đều là tồn tại cao nhất,
có thể được chọn là bình thường. Chương 2208, cùng lên đi 2. Đường chủ, trường sư. Chứng kiến bọn hắn đi tới, mọi người ngừng lại, từng cái ôm quyền khom người, thái độ cung kính. Ân, không cần khách khí, trường sư chắc hẳn không cần ta giới thiệu, đều nhận thức a. Đi vào trước mặt, hình đường chủ nói. Mọi người gật đầu. Mấy ngày nay Trương Huyền ở từng cung điện gây ra động tĩnh, hầu như náo lật cả chiến sư đường. Một người phá hết thảy thông đạo ghi chép, hơn nữa từng cái đều đạt đến tình trạng khiến người ta khó có thể sánh bằng, để người ta không thể không phục. Lần này trao đổi, chiến sư đường cực kỳ coi trọng, vì vậy, chuyên môn mời hắn chỉ điểm cho mọi người, hy vọng chư vị có thể phối hợp thật tốt. Hình đường chủ nói tiếp. Vâng. Nghe được Trương Huyền chỉ điểm cho bọn hắn, ánh mắt mọi người đều sáng. Thực lực của Huyền Huyền hội, bọn hắn nhìn ở trong mắt, có thể để một danh sư học viện bình thường, cường đại tương đương chiến sư, phần năng lực này, đã có thể nói kinh khủng. Có thể được chỉ điểm của hắn, không cần nghĩ, thực lực tất nhiên có thể bay vọt về chất. Trương sư, người tới giảng vài câu đi. Hình đường chủ cười cười. Ân. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền đi vào trước mặt mọi người, cũng không nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, một sợi dây thường xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Làm phiền hình đường chủ trói hai tay ta lại. Trói. Hình đường chủ sững sờ. Ân. Tuy không biết vị trước mắt này làm như vậy mục đích là gì, bất quá đã yêu cầu, hình đường chủ cũng không nhiều lời, lúc này siết dây thừng, rắn rắn chắc chắc. Kiểm tra một chút, phát hiện không cách nào giãy giụa, lúc này Trương Huyền mới hài lòng xoay người lại, thân thể nhoáng một cái, đi vào trên lôi đài phụ cận. Đều áp chế tu vi đến tàm phong cảnh sơ kỳ, sau đó. Cùng lên đi. Hừ một tiếng, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, lực lượng thánh vực nhị trọng đỉnh phong thẳng tắp hạ thấp, rất nhanh rơi xuống tàm phong cảnh sơ kỳ, yên tĩnh đứng ở một góc của đài tỷ thí. Cùng tiến lên. Trương sư có ý tứ là, trói hai tay lại, cùng chúng ta chiến đấu. Không phải chiến đấu, mà là đơn đấu 20 người chúng ta. Ta bội phục thực lực của Trương sư, nhưng trói hai tay lại, còn muốn chiến thắng chúng ta liên thủ. Không khỏi có chút quá vô lễ a. Chứng kiến động tác của Trương Huyền, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nheo lại. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là chiến sư đường tuyển ra, tồn tại đồng cấp cao nhất. Coi như so sánh với Trương Huyền khả năng còn kém một ít, đơn đả độc đấu thắng không nổi, nhưng mọi người lao lên, còn trói hai tay. Không khỏi có chút quá xem thường người đi. Như thế nào, không dám. Thấy nói dứt lời. Mọi người tuy phẫn nộ, nhưng không đi lên, Trương Huyền nhíu mày. Như vậy đi, ta ở chỗ này lưu lại hai dấu chân, nếu như các ngươi xông lại, có thể khiến ta rời đi tại chỗ. Đồng dạng tính ta thua. Trong khi nói chuyện, bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất. Đài tỷ thí cứng rắn liền xuất hiện hai dấu chân, tựa như điêu khắc. Chân khí thật tinh thuần. Đồng tử mọi người co rụt lại. Bởi vì đài tỷ thí phải thừa nhận chiến đấu ảnh hưởng. Dùng hầu như đều là nham thạch kiên cố nhất, mặt khác còn tăng thêm các loại phong ấn, tàm phong cảnh sơ kỳ bình thường, coi như toàn lực công kích, cũng chưa hẳn có thể lưu lại dấu vết, bàn chân đối phương vẫn không nhúc nhích, thân không chuyển vai không động, liền dẫm ra dấu vết rõ ràng như thế. Chân khí tinh thuần, hùng hậu, quả thực nghe rợn cả người. Trình độ chân khí hùng hậu của Trương sư, ta bội phục, bất quá, không cần hai tay, hai chân không di động. Liền nghĩ thắng được chúng ta. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sau khi khiếp sợ, một vị chiến sư hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhảy lên đài cao. Như vậy đi, ta tới thử xem, nếu như ngươi có thể thắng được ta, chúng ta chung một chỗ lên cũng không muộn. Đúng là Thạch Hảo. Vị này vì phá nội thức thông đạo ghi chép, áp chế tu vi 20 năm không đột phá, sau khi bị Trương Huyền đả kích, nhẹ nâng đột phá, hiện tại dĩ nhiên là thánh vực nhị trọng trung kỳ. Thấy hắn lên đài, tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là chiến sư của chiến sư đường, đối với thực lực của Thạch Hạo vẫn hết sức tin phục, do hắn xuất thủ, vừa vặn có thể thăm dò, vị trương sư này trói hai tay lại, giam cầm hai chân, đến cùng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh như thế nào. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Đi vào trên đài, Thạch Hạo cũng không nhiều lời, áp chế khí tức trong cơ thể, thời gian nháy mắt giống như Trương Huyền, biến thành tàm phong cảnh sơ kỳ. Trương sư, mời chỉ giáo. Áp chế xong tu vi, hai mắt Thạch Hạo nheo lại, chân khí tuôn ra, bao phủ cả đài luận võ ở bên trong, sau một khắc liền lao về phía Trương Huyền. Người chưa đến,
lực lượng đã đến. Long trời lở đất, đại địa nổ vang. Chương 2209, nhập vị 1. Không tệ. Thấy vị trước mắt này, ngắn ngủn vài ngày không gặp, thủ đoạn công kích đã hoàn toàn bất đồng trước kia, cũng không chỉ dựa vào man lực. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, không lui về phía sau, thân thể nhẹ nhàng lách qua một bên. Dầm ào ào. Bàn tay của Thạch Hạo đâm tới, liền dán bờ vai của hắn rơi vào không trung. Lần này tránh né, nắm giữ cực kỳ tinh diệu, chỉ kém chút xíu, nhiều một ly, đối phương còn kịp biến chiêu, thiếu một ly, vẫn như cũ bị thương. Cái này là, nhập phi. Dưới đài đồng tử của hình đường chủ co rụt lại. Đường chủ, cái gì gọi là nhập phi? Một vị danh sư hơi có chút không hiểu, mở miệng hỏi. Nhập phi, kỳ thật chính là cẩn thận tỉ mỉ, thời điểm chiến đấu, có thể căn cứ lực lượng, cử chỉ của đối phương, phân biệt ra được phạm vi công kích không sai chút nào. Loại tình huống này, không cần lãng phí một tia khí lực, cũng có thể tránh né công kích, hơn nữa còn có thể sớm chuẩn bị thủ đoạn tiến công, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hình đường chủ giải thích. Nhập phi, lại nói tiếp đơn giản, chính thức làm được quá khó khăn. Không chỉ nhãn lực, thực lực có cực cao yêu cầu, thậm chí đối với tâm tính, tinh thần, cũng có tiêu chuẩn. Thật giống như một thanh trường kiếm đâm vào mi tâm, mặc dù biết rất rõ sẽ không đả thương đến, cũng sẽ khẩn trương, kìm lòng không được làm ra phòng ngự. Nhập phi, chính là tính ra khoảng cách giữa trường kiếm và bản thân, chẳng những không né tránh, còn chủ động nghênh đón, ở khoảng cách gần triển khai phản kích. Rất nhiều cường giả xuất khiếu cảnh cũng không thể lĩnh ngộ đến cảnh giới này, ta cũng làm không được. Không nghĩ tới, Trương Sư đã đạt đến. Giải thích xong, hình đường chủ cảm khái. Xuất khiếu cảnh. Tất cả mọi người đều tràn đầy khiếp sợ, khó trách vị Trương Sư này có thể lợi hại như thế, phá vô số ghi chép, loại thiên phú này, đúng là bọn hắn không cách nào bằng được. Trong rung động, Trương Huyền tránh thoát bàn tay của Thạch Hạo, bắt đầu phản kích, bả vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, thời gian nháy mắt đi vào trước ngực đối phương, nhẹ nhàng đụng một cái. Vù vù. Thạch Hạo ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền bay ngược ra, ngã xuống đất. Ta thua rồi. Sắc mặt trắng nhợt, Thạch Hạo vội vàng ôm quyền. Vừa rồi hắn đã rõ, đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không tuyệt không chỉ là bay ngược đơn giản như vậy, rất có thể trực tiếp bị một bả vai đâm chết. Cùng lên đi. Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Dầm ào ào. Rất nhiều chiến sư không có chần chờ, đồng thời nhảy lên đài cao. Vây quanh hắn, sau đó. Dùng võ kỹ nhanh nhất công kích, không tin hắn có thể tránh né. Trong đám người một thanh niên hô lên. Đúng là Tiêu Đàm. Vị thiên tài võ kỹ điện này, đối với chiến đấu hiểu rõ rất nhiều, biết rõ hai chân hai tay của Trương Huyền bị giam cầm, nhược điểm ở địa phương nào. Động thủ. Rõ ý tứ của hắn, thân thể nhoáng một cái, còn dư lại 19 người bao bọc vây quanh bốn phía, kèm theo một tiếng hét lớn, mọi người đồng thời thi triển võ kỹ bản thân am hiểu nhất, tốc độ nhanh nhất ra. Siêu 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 vèo. Trên đài tỉ thí, xuất hiện tiếng xé gió rồn rập, phảng phất như có vô số mũi tên, như mưa to từ chung quanh đâm tới Trương Huyền. Nhìn hắn làm sao trốn tránh. Dưới đài, ánh mắt hình đường chủ nháy cũng không dám nháy. Mọi người chiến sư đường, tu luyện qua trận pháp hợp kích, mặc kệ bao nhiêu người, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành phối hợp, phát huy ra sức chiến đấu siêu cường. 19 người đồng thời tiến công. Dù áp chế tu vi đến tàm phong cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu liên hợp lại, bán thánh đỉnh phong thậm chí tổng thánh, chỉ sợ cũng chống chọi không được, sẽ bị đánh thành thịt nát ngay tại chỗ. Tinh thần tập trung, lực lượng xuất khiếu cảnh toàn lực vận chuyển, ở trên bục hết thảy đều biến chậm, mọi người từng chiêu công kích, tất cả đều rơi vào trong mắt. Nắm đấm, ngón tay, bàn tay, đốt ngón tay, bả vai, đầu lâu, bàn chân. Tất cả đều tạo thành công kích, 19 người. Đều là nhân vật kiệt xuất nhất của chiến sư đường, đồng thời thi triển công kích rất nhanh, không khí bốn phía đều xuất hiện hỗn loạn, phát ra âm bạo liên tiếp. Chứng kiến công kích cuồng bạo nhanh như vậy, sắc mặt của hình đường chủ càng ngày càng trắng, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Đổi lại là hắn, đừng nói giảm thấp tu vi, coi như là hiện tại, chỉ sợ cũng ngăn không nổi. Trong lòng rung động, nhịn không được nhìn qua Trương Huyền, muốn xem đối phương trốn tránh như thế nào, liền thấy đối phương đứng ở tại chỗ. Động cũng không động, giống như không thấy công kích. Không tránh né, coi như không áp chế tu vi, cũng sẽ bị thương. Tràn đầy sốt ruột, cũng đang khẩn trương, đồng tử đột nhiên co rút lại. Lúc này mới phát hiện, đối phương không phải không động, mà là động tác quá nhanh, quá nhỏ, chỉ bằng vào mắt thường,
căn bản nhìn không ra, chỉ có thể dựa vào thần thức mới có thể bắt được một chút. Rầm rầm. Ở dưới động tác rất nhỏ, hết thảy công kích của mọi người đều rơi vào không trung, nhiều người như vậy vây quanh ở bốn phía đồng thời xuất thủ, vậy mà không có một chiêu rơi vào trên người. Cái này. Yết hầu của hình đường chủ phát khô. Lúc trước mình và đám người Liêu đường chủ vây công đối phương, tựa hồ còn không có lợi hại như vậy, ngắn ngủn 3 ngày, như thế nào biến hóa lớn như vậy. Thật giống như vị trước mắt này, hoàn toàn nắm giữ không gian bốn phía, vô luận phía trước hay phía sau công kích, đều có thể nhìn thấy tận mắt, phân tích không sai. Đến lượt ta, đang rung động, chợt nghe trên đài có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 2210, nhập vi 2. Cái thanh âm này, phảng phất như từ đáy lòng sinh ra, lại giống như từ thời không xa xôi bay đến, trực tiếp đi vào trong tai, để cho hắn cũng kìm lòng không được có chút mê muội. Nguy rồi, cái này là ma âm. Đồng tử co rụt lại, hình đường chủ đang muốn nói chuyện, liền chứng kiến 19 người vây công trên đài, trong ánh mắt xuất hiện mê mang, tựa hồ có chút choáng váng. Dầm ào ào. Ngay sau đó, Trương Huyền cũng không đi đến công, mà ánh mắt hờ hững xem một vòng. Động tác của hắn không nhanh, mang theo u nhã, tựa như một đế vương tra xét quân lính của mình, vừa giống như một vị danh sư nhìn đệ tử trốn học. Một cái nháy mắt, trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra sợ hãi cùng kính sợ. Phù phù. Một vị chiến sư tâm cảnh hơi yếu, nhịn không được nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ta sai rồi, lần sau không dám nữa. Kèm theo gia hỏa này quỳ xuống, những người khác cũng mặt xoắn suýt, thân thể ngã trái ngã phải, xem ra đang cưỡng ép nhịn xuống. Không cần tiếp tục đánh, các ngươi đã thua. Hình đường chủ vội vàng nhảy lên đài cao, lần nữa nhìn về phía trương sư cách đó không xa, lòng tràn đầy hoảng sợ. 19 người đồng thời tiến công, hắn hai chân không có rời mặt đất, hai tay trói chặt, đơn giản tránh né công kích như phong bạo không nói, một câu, lại để cho mọi người lâm vào ảo cảnh, một ánh mắt, bị dọa sợ không dám phản kháng. Thật là đáng sợ. Vâng. Nghe được tiếng quát, mọi người mới phản ứng tới, từng cái trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, kìm lòng không được lui về sau, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, như nhìn một quái vật. Chung một chỗ vây công, lúc nào chúng chiêu cũng không biết. Đối phương thật muốn giết bọn hắn, khẳng định hiện tại đã là tử thi rồi. Vừa rồi Trương Sư hẳn là dùng, chức nghiệp kinh hồng sư. Không để ý tới bọn hắn khiếp sợ, hình đường chủ đi vào trước mặt, nhịn không được hỏi. Đối phương nói ra, dùng thiên phú ma âm sư, nhưng ánh mắt nhìn quanh một vòng, dùng là năng lực kinh hồng sư. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Kinh hồng sư, cũng có thể tản mát ra uy nghiêm dày đặc như thế. Hình đường chủ trừng to mắt, tràn đầy không hiểu. Ở trong ấn tượng của hắn, kinh hồng sư đều là ăn mặc vô cùng bại lộ, kỹ thuật nhảy vô cùng mềm mại đáng yêu. Mà vừa rồi ánh mắt của Trương Sư, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị làm cho người không dám phản kháng. Cử chỉ động tác như là đế vương. Kinh hồng sư cũng có thể làm được dạng này. Kinh hồng sư, cũng không phải dựa vào mị hoặc mới có thể để cho người si mê, nếu đơn giản như vậy mà nói, năm đó khổng sư cũng không có khả năng cho phép chức nghiệp này lưu lại. Chính thức tu luyện tới đỉnh phong, một ánh mắt, một động tác, đều tự thành lực lượng, phát huy ra sức chiến đấu thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhẹ nhàng khẽ động, cởi dây trói ra, Trương Huyền thản nhiên nói. Kinh hồng sư, nếu như chỉ dựa vào cởi quần áo, cùng các loại kỹ thuật nhảy yêu mị mới có thể công kích, liền không xứng xưng là chức nghiệp đặc thù rồi. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Một chức nghiệp có thể truyền thừa xuống, chỉ dựa vào đường ngang ngõ tắt, là không thể nào. Thụ giáo. Vẻ mặt hình đường chủ tràn đầy xấu hổ. Lúc trước hắn thân là chiến sư, một mực xem thường chức nghiệp như kinh hồng sư, cho rằng là khoe khoang da thịt, hiện tại mới biết được. Không có chức nghiệp để cho người xem thường, chỉ có người khiến người ta xem thường. Các ngươi cùng tiến lên, cũng không có làm tổn thương ta, có không phục hay không, muốn thử lại lần nữa không? Không để ý tới hình đường chủ, Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Không dám. Chúng ta bội phục đầu dạp xuống đất. Hy vọng Trương Sư có thể chỉ điểm, vô luận để cho chúng ta làm cái gì, cũng nghĩa bất dung từ. Mọi người đồng loạt nhìn tới, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Nếu như nói lúc trước chỉ là bội phục Trương Huyền thiên phú vô song, mà thông qua lần chiến đấu này, dĩ nhiên rõ, đối phương lý giải chiến đấu cùng ứng biến, căn bản không phải là bọn hắn có thể so sánh. Cả hai kém cách xa vạn dặm, không thể so sánh nổi. Có thể học tập người như vậy,
tuyệt đối là chuyện may mắn. Ân. Thấy thái độ của mọi người triệt để cải biến, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Trói chặt hai tay, giam cầm hai chân chiến đấu với đối phương, cũng không phải vì trang bức, mà là đả kích lòng tin của những thiên tài này, để cho bọn họ triệt để bái phục. Chỉ có như vậy, mới có thể nhằm vào mọi người chế định kế hoạch tu luyện, mới có thể ở trong 3 ngày, để cho bọn hắn có biến hóa thoát thai hoán cốt. Nếu như không ai tỉ thí nữa, hiện tại ta bắt đầu an bài tu luyện, mỗi người các ngươi, đều có hạng mục bất đồng, ta hy vọng trong 3 ngày, nhất định phải hoàn thành, làm không được. Đừng trách ta không lưu tình. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu. Ân, các ngươi không giống thành viên Huyền Huyền hội, bọn hắn vô luận ánh mắt hay ý thức chiến đấu, cũng không tính quá mạnh mẽ, giống như tờ giấy trắng, có thể tùy ý viết, ta giảng bài, có thể để cho đối phương tiến bộ rất lớn. Các ngươi không giống, rất nhiều kỹ xảo chiến đấu đã dung nhập cốt tủy, chỉ là giảng bài mà nói tiến bộ quá mức bé nhỏ, chỉ có thể sử dụng những biện pháp khác. Thấy tất cả mọi người đều đáp ứng, lúc này Trương Huyền mới khẽ đảo cổ tay, lấy ra trang giấy, rất nhanh viết 20 kế hoạch huấn luyện. Tốt rồi, đây là ta nhằm vào mỗi người, chuyên môn viết ra kế hoạch huấn luyện, cầm lấy đi nghiêm khắc tu luyện đi. Mọi người từng cái tiếp nhận, tất cả đều đầy cõi lòng hưng phấn nhìn sang, chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử tất cả co rút lại, trong mắt sắp rơi trên đất, cảm thấy sắp điên rồi. Chương 2211, hiếm thấy phương pháp huấn luyện 1. Chiến sư Đường trưởng lão điện. Đường chủ đi tìm Trương sư rồi hả? Ngụy điện chủ nhíu mày. Đúng vậy, nếu như đoán không sai, hiện tại hẳn là đã bắt đầu giảng bài. Liêu điện chủ gật đầu. Có Trương sư xuất thủ, ta an tâm, Huyền Huyền hội chỉ là một danh sư học viện bình thường, đệ tử sức chiến đấu vô cùng bình thường trong đó cũng có thể được hắn trong thời gian ngắn giáo dục cường đại tương đương chiến sư, thậm chí đồng cấp còn muốn vượt qua. Phần năng lực này, có thể nói nghịch thiên. Đúng vậy, dù chỉ có 3 ngày ngắn ngủn, nhưng có hắn xuất thủ, hẳn có thể để thanh nguyên chiến sư Đường chúng ta trở nên càng cường đại hơn, có lẽ, thật có thể xuất hiện thu hoạch không tưởng được. Liêu điện chủ cũng cảm khái. Bọn hắn cũng trao đổi qua với Huyền Huyền hội, biết rõ nội dung giảng giải của vị trương sư này đáng sợ, nghiêm túc học tập, không chỉ sức chiến đấu tăng nhiều, lý giải chiến đấu cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Chúng ta lặng lẽ nhìn xem, như thế nào? Ngụy điện chủ nhìn không được mở miệng. Lặng lẽ nhìn xem. Ân, ta thật muốn nghe trương sư giảng bài như thế nào, làm sao huấn luyện đám tiểu gia hỏa kia, nếu như có thể học được một chút, về sau chúng ta cũng có thể để học sinh của mình tiến bộ, thực lực trở nên càng cường đại hơn. Ngụy điện chủ vuốt râu. Cũng đúng, đi, chung một chỗ nhìn xem. Cũng có chút động tâm, Liêu điện chủ đứng dậy. Trương sư lên lớp cho những chiến sư này, cũng không phải là cơ mật gì. Thân là trưởng lão, nhìn xem cũng không có gì. Hai người đi tới luyện võ trường. Sao cửa lại mở nhỉ? Còn chưa tới trước mặt, liền phát hiện cửa của luyện võ trường mở rộng ra, hoàn toàn bất đồng kiểu huấn luyện phong bế. Vội vã đi tới, đại sảnh rộng lớn không có một người, giống như 20 người cần huấn luyện kia, tất cả đều biến mất. Người đâu? Hai vị điện chủ hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Không phải nói ở luyện võ trường tiến hành đặc huấn, muốn giảng bài sao? Sao không có người? Chỗ đó có nhân viên dọn vệ sinh, đi tới hỏi một chút. Dạo qua một vòng, không thấy người, Ngụy điện chủ chỉ một cái. Liêu điện chủ quả nhiên thấy cách đó không xa, trong một tĩnh thất, một người mặc quần áo nhân viên dọn vệ sinh, đang rất nghiêm túc chùi bồn cầu. Vị bằng hữu kia, vừa rồi ngươi có thấy một đám chiến sư ở chỗ này tu? Tu? Nói còn chưa dứt lời, khóe miệng Ngụy điện chủ co lại. Người chùi bồn cầu xoay người lại, không phải cái khác, đúng là siêu cấp thiên tài hắn tuyển ra. Thạch Hạo. Thạch Hạo này chân khí hùng hậu, toàn bộ chiến sư đường cũng có tên, như thế nào? Không đi tu luyện, lại ở nơi đây chùi bồn cầu làm gì? Ngụy điện chủ, Liêu điện chủ. Nhìn thấy bọn hắn, Thạch Hạo vội vàng ôm quyền. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Không phải là mời trương sư giảng bài cho các ngươi sao? Nhịn không được nữa, Ngụy điện chủ trực tiếp hỏi. Đúng là trương sư an bài nhiệm vụ, để ta trong 3 ngày, lau xong hết thảy bồn cầu của chiến sư đường. Thạch Hạo nói. Hết thảy bồn cầu của chiến sư đường. Con mắt của hai vị điện chủ trợn tròn. Toàn bộ chiến sư đường có trên vạn người, Huyền Huyền hội lại tới trên vạn người, chỗ của ở 2 vạn người, tăng thêm rất nhiều phương tiện công cộng. Số lượng bồn cầu tuyệt đối qua vạn.
ba ngày lau xong, thời gian cũng không đủ, còn làm sao tu luyện? Vâng, hơn nữa còn để cho ta dùng cái này. Thạch Hạo giơ đồ vật trong tay lên. Nhìn thoáng qua, mí mắt của hai đại điện chủ lần nữa nhảy dựng. Trong tay đối phương cầm, không phải công cụ chùi bồn cầu, mà là một cái chổi lông gà. Chổi lông gà, bản thân vốn mềm mại, phủi bụi còn có thể, dùng để trà dơ bẩn. Làm sao có thể? Được rồi, hai vị điện chủ, ta không có thời gian nhiều lời, nhiều bồn cầu như vậy, trong ba ngày nhất định phải trà xong, không chùi xong, ta liền xui xẻo. Nói xong, liền không để ý tới hai người, Thạch Hạo lần nữa ngồi chồm hổm xuống, nghiêm túc tẩy trừ. Cái này, tốt, chúng ta không quấy rầy ngươi, vậy, những người khác đâu? Thấy đối phương nghiêm túc chùi bồn cầu, không để ý tới hai người mình, Ngụy điện chủ đành phải hỏi. Tiêu Đàm ở bên ngoài nhà vệ sinh đập ruồi, Tiêu Tần bắt chim. Còn những người khác, ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi đi ra ngoài tìm xem đi, có lẽ có thể chứng kiến. Cũng không ngẩng đầu, Thạch Hạo nói. Đập ruồi, bắt chim. Thân thể lung lay, ánh mắt của hai đại điện chủ biến thành màu đen. Không phải nói giảng bài sao? Không phải nói huấn luyện khẩn cấp sao? Đây chùi bồn cầu, đập ruồi, bắt chim, làm gì? Vẻ mặt cực kỳ phiền muộn, hai người đầu đầy sương mù đi ra luyện võ trường, đang muốn đi tìm hai vị bắt chim, đập ruồi, liền chứng kiến một thanh niên vẻ mặt tươi cười đi theo sau lưng một nữ chiến sư. Tiểu tỷ tỷ, chớ đi, có thể cùng ta làm một ít sự tình song tu không? Ba, không làm cũng không sao, cần gì đánh người như vậy? Ai, vị đại ca kia, người có thể cùng ta chung một chỗ làm sự tình song tu không? Cút, được rồi. Thấy một màn như vậy, Ngụy điện chủ nhìn không được nhìn về phía Lưu điện chủ, khóe miệng đều co giật, sắp khóc. Không nhìn lầm, vị này chính là học sinh của ngươi, Lục Hiến Lăng A. Chương 2212, hiếm thấy phương pháp huấn luyện 2. Phải, người học sinh này của ta có chút hướng nội, luôn thẹn thùng, như thế nào? Đuổi theo nữ sinh đòi song tu, mấu chốt nhất là, đuổi theo nam sinh là có ý gì? Lưu điện chủ che mặt, sợ bị đệ tử chứng kiến, gọi hắn chung một chỗ song tu. Ta cũng không biết. Ngụy điện chủ nuốt ngụm nước miếng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, ngay sau đó chứng kiến một thanh niên đứng ở trước một cây đại thụ, vận chuyển chân khí, tựa hồ đang tiến hành huấn luyện nào đó. Này là phòng ngự điện đồng thụy, một thân mình đồng da sắt, đao thương bất nhập. Nhận ra được, Ngụy điện chủ gật đầu. Cũng may, cuối cùng có người bình thường rồi. Nếu không lại chùi bồn cầu, của nam nhân, tiếp tục xem, thực sợ sẽ không kiên trì nổi, phun ra lão huyết. Ân, Lưu điện chủ cũng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, liền thấy đồng thụy ở cách đó không xa đã điều tức xong, bàn chân đạp một cái, bỏ tới ngọn cây, sau đó buông tay, ba chít chít, đầu đâm vào dưới đất, lâm vào trong đó, tựa như củ cải trắng. Phù phù, dùng răng rút đầu ra, liền thấy vẻ mặt đồng thụy đầy máu, tùy tiện thoa thuốc, lần nữa đi tới trước đại thụ, điều tức một chút, tiếp tục bỏ lên. Ba chít chít, lần nữa cắm đầu xuống, trên đầu máu càng nhiều. Hai đại điện chủ điên rồi. Không phải nói huấn luyện sao? Không phải nói giảng bài sao? Bọn hắn thật vất vả tuyển ra siêu cấp thiên tài, binh vương mạnh nhất mỗi một cấp bậc của chiến sư đường, sao bây giờ từng cái đều điên rồi? Tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy càng nhiều việc lạ nữa, có nằm sấp trong bồn tắm, giả chết như thi thể, cũng có chôn mình dưới đất không nhúc nhích. 20 thiên tài, rất nhanh tìm đủ, tất cả đều giống như người điên, làm ra một ít sự tình lúc trước nằm mộng cũng không nghĩ đến. Đường chủ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn không được nữa, đi vào chỗ ở của hình đường chủ, tìm được hình đường chủ đang ngẩn người, hai vị điện chủ có chút kìm nén không được. Chúng ta là muốn những chiến sư này xuất hiện thần tích, không phải là để cho bọn họ biến thành bệnh tâm thần. Ta, cũng không biết. Hình đường chủ xoay đầu lại. Lúc này hai người mới phát hiện, vị đường chủ hình dáng phi phàm kia, lúc này đầu tóc loạn thành một đống, tựa như ổ gà, vành mắt biến thành màu đen, như vài ngày không ngủ, có chút phát điên. Trương sư an bài, hơn nữa bảo ta không cần lo, ta. Cũng không biết đến cùng đang làm cái gì. Giờ phút này hình đường chủ cũng tan vỡ. Vốn tưởng rằng trương sư sẽ dùng thủ đoạn đặc thù gì huấn luyện, chứng kiến phía trên viết nội dung, triệt để điên rồi. Đặc thù là thật cực kỳ đặc thù, thế nhưng quá con mẹ nó đặc thù. Người xác định đây quả thật là huấn luyện, không phải muốn cạo chết thanh nguyên chiến sư đường chúng ta.
ngươi cũng không biết, vậy, mặc cho hắn sằng bậy sao? Ngụy điện chủ nhìn không được nói. Ta cũng muốn nói, nhưng hắn nói. Không tin hắn, có thể mặc kệ. Xoắn suýt thật lâu, ta mới quyết định không đi xen vào. Hình đường chủ cười khổ. Tất cả hành động của đối phương, hắn thân là chiến sư đường đường chủ, cũng không lý giải được. Nhưng nếu như mời đối phương xuất thủ, thì phải tin tưởng, nếu không hắn làm đường chủ, sẽ không có bất kỳ uy tín đáng nói. Nhưng, hai vị điện chủ muốn nói điều gì, lại không biết mở miệng như thế nào. Trương sư, thật là đang huấn luyện. Qua không biết bao lâu, Liêu điện chủ nhìn không được nói. Ta cũng không biết, cứ như vậy đi, người của chúng ta, vốn cũng lấy không được thứ tự gì, không bằng để cho hắn giày vò mấy ngày, có lẽ. Có thể sáng tạo kỳ tích. Lắc đầu, hình đường chủ tràn đầy bất đắc dĩ. Thanh nguyên chiến sư đường bọn hắn vốn rất yếu, dựa theo thành tích dĩ vãng, lần này tuyển chọn, dù đều là chiến sư thiên phú rất mạnh, nhưng có thể được hai danh ngạch hay không, cũng chưa biết chừng. Dù sao đều là còn nước còn tát. Vạn nhất vị trương sư này thật có thể giống như trước, sáng tạo kỳ tích thì sao? Chỉ có thể hy vọng như thế. Đúng rồi, trương sư đâu? Ngụy điện chủ xem một vòng, không có phát hiện Trương Huyền, nhịn không được hỏi. Vừa rồi hắn cầm được huy chương y sư, huy chương luyện đan sư, nói muốn đi danh sư đường khảo hạch danh sư thất tinh rồi. Hình đường chủ nói. Khảo hạch danh sư thất tinh. Hai người lần nữa sững sờ. Bảo ngươi huấn luyện người của chúng ta. Ngươi làm hết thảy chiến sư thành bệnh thần kinh, sau đó bản thân chạy đi khảo hạch danh sư thất tinh. Trái tim không khỏi quá lớn đi. Hai đại điện chủ cảm giác thế giới quan của mình triệt để sụp đổ. Hình đường chủ nói không sai, lúc này Trương Huyền xác thực đến danh sư đường. Huấn luyện chiến sư, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ, khảo hạch danh sư mới là trọng yếu nhất. Đã có thân phận này, mới có tư cách tranh đoạt danh ngạch thánh tử điện, mới có thể tìm được Lạc Nhược Hy. Hỏi thăm rõ ràng, làm ra chuẩn bị cùng tính toán. Đi ở trong đại sảnh rộng lớn của danh sư đường, trực tiếp đi đến phòng ở của Ngô sư. Hắn có được kinh nghiệm thăng cấp vương quốc thành đế quốc, chỉ cần chức nghiệp phụ tu cùng tâm cảnh khắc độ đạt tới, không cần khảo hạch, có thể xin huy chương, đổi lại những người khác, khả năng còn cần một ít miệng lưỡi phiền toái, tìm Ngô sư dễ dàng hơn rất nhiều. Ngô sư, nếu không phải lúc trước điền phó đường chủ phát hiện nguy hiểm, danh sư đường chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt, bây giờ ngươi nói hắn mưu hại một danh sư lục tinh tử đế quốc nhất đẳng tới. Thậm chí bắt, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to đi. Vừa tới trước gian phòng, còn không có đẩy cửa vào, chợt nghe một thanh âm già nua từ gian phòng truyền ra. Chương 2213, Trương Huyền ta, sông đường. 1. Cẩu đường chủ, chuyện này ta cùng chiến sư đường hình đường chủ tận mắt nhìn thấy, sự thật vô cùng xác thực, không dung phản bác. Ngô sư lo lắng lên tiếng. Sự thật vô cùng xác thực. Lão giả tiếp tục nói. Thân là danh sư, ngươi nên biết, có một số việc, tận mắt thấy chưa chắc là thật. Cần cẩn thận xác định, cẩn thận phân biệt rõ, mới có thể kết luận. Huống chi, liên lụy một vị phó đường chủ. Nếu như dựa theo loại người như ngươi phán quyết, danh sư đường phó đường chủ của Thanh Nguyên đế quốc chúng ta, mưu hại một danh sư lục tinh tử đế quốc nhất đẳng tới. Phân bộ của chúng ta. Về sau còn có uy nghiêm để nói sao? Cái này, Ngô sư chủ trừ, danh sư đường, trấn thủ một phương, mặt mũi cực kỳ trọng yếu, phó đường chủ ra hại người cấp bậc thấp, chỉ bằng vào điểm ấy, lan truyền ra ngoài, phân bộ danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc bọn hắn, liền không có mặt gặp người, về sau lưng đeo xú danh không biết bao lâu. Cẩu đường chủ, ta nói là sự thật, danh sư đường hẳn là làm gương tốt, thực sự cầu thị, nếu vì thanh danh, cố ý bao che. Về sau còn có công chính đáng nói sao? Dừng lại một chút, Ngô sư tiếp tục nói. Xử lý điền thanh phó đường chủ, hoàn toàn chính xác sẽ có tổn hại uy danh của phân bộ, nhưng không xử lý mà nói, truyền đi, sẽ càng khó nghe, đệ nhất chức nghiệp của đại lục, cũng không còn công chính đáng nói. Công chính, chẳng lẽ ngươi nói chính là công chính? Như thế nào ta nghe ngược lại là điền phó đường chủ nhận lấy ủy khuất? Lão giả lên tiếng. Điền thanh. Ngươi nói rõ chi tiết chuyện ngày hôm qua một lần đi. Vâng. Trong phòng vang lên thanh âm của điền phó đường chủ. Chuyện là như vậy, Trung Thanh Vương chịu trách nhiệm phòng vệ nội thành, bắt được Hồng Viễn đế quốc độc điện phó điện chủ Minh Chân, mượn nhờ tin tức của đối phương, tiêu diệt phân bộ độc điện tính Viễn Thành. Càng từ trong miệng vị phó điện chủ này, biết rõ còn có một vị độc sư vô cùng lợi hại, gọi là Tôn Cường, ẩn thân nội thành,
vô cùng có khả năng để cho nhân tộc toàn thành đối mặt nguy hiểm. Vì vậy mới bắt lấy thẩm vấn, mà vị tôn cường này, đúng là quản gia của Trương Huyền Trương Sư. Liên lụy một vị danh sư, tự nhiên không thể lỗ mãng, Trung Thanh Vương tìm ta, ta liền để đối phương phái người mời. Sau khi đến vương phủ, vị Trương Huyền này chẳng những không phối hợp, còn xuất thủ cướp tôn cường đi, càng đánh đập ta cùng Trung Thanh Vương tàn nhẫn. Đánh đập tàn nhẫn, điền phó đường chủ, thực lực của Trương Sư, chỉ có thánh vực nhị trọng đỉnh phong, ngươi là nửa bước xuất khiếu cảnh, nói xuất thủ với ngươi. Có chút quá đáng a. Ngô Sư nhướng mày, cực kỳ không vui. Sự tình Trương Sư là thiên nhận danh sư, hắn không thể nói ra được, nhưng đối phương muốn vụ oan, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình phản kích. Ta đả thương cũng không phải Trương Huyền, mà là lô đỉnh trong tay hắn. Cái lô đỉnh này, là thánh khí trung phẩm, thực lực tương tự ta. Điền Thanh nói, ta thì càng không tin, thân là danh sư, lại bị một lô đỉnh thánh khí trung phẩm đánh. Ngô Sư lắc đầu, thánh khí trung phẩm lợi hại, nhưng không ai khu động. Triển khai không ra sức chiến đấu mạnh nhất, một cái đường đường danh sư, đánh một trận. Nói cho ai nghe, ai tin tưởng. Tin cũng tốt không tin cũng tốt, nếu như ngươi nhất định muốn nói ta mưu hại Trương Huyền, ta hỏi ngươi. Ta có lý do gì mưu hại? Điền phó đường chủ khẽ nói. Cái này, Ngô Sư khàn giọng. Ta là danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc phó đường chủ, nói lên địa vị, tôn sùng hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Thân là danh sư thất tinh, đẳng cấp cũng vượt xa hắn. Vì sao phải bốc lên nguy hiểm hủy diệt chức nghiệp, cố ý đi đối phó một học viện viện trưởng không quan hệ gì tới ta? Coi như là giết, hoặc khai trừ tư cách danh sư, cũng không có bất cứ quan hệ nào với ta a. Điền phó đường chủ nói. Ngô Sư nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, gây án phải có động cơ. Điền phó đường chủ vô luận từ phương diện nào, cũng không tồn tại những thứ này. Thân phận cao hơn ngươi, địa vị cao hơn ngươi, mấu chốt là có tiền hơn ngươi. Tại sao phải đối phó ngươi? Không có đạo lý. Ngô Như Phong, ngươi còn có lời gì để nói? Cẩu đường chủ tiếp tục lên tiếng. Ta, tuy không biết vì sao điền phó đường chủ động thủ với Trương Sư, nhưng ta nhận được tin tức Trương Sư cầu cứu. Thời điểm tiến đến, Trung Thanh Vương cùng điền phó đường chủ đang động thủ với hắn. Chỉ cần muộn một lát, chỉ sợ đã bị giết. Đây là ta cùng rất nhiều danh sư, chiến sư tận mắt nhìn thấy. Đường chủ không tin, có thể hỏi thăm. Ngô Sư nói. Hơn nữa, điền phó đường chủ vừa nói vị độc điện phó điện chủ kia có thể làm chứng, là Trung Thanh Vương cùng điền phó đường chủ lấy người độc điện áp chế, cố ý mưu hại. Ngươi nói là Minh Chân độc sư. Cẩu đường chủ nói. Vâng. Buổi tối hôm qua hắn đã chết. Cẩu đường chủ hừ lạnh. Chết, hắn ở danh sư đường. Làm sao có thể chết? Ngô Sư tựa hồ không thể tin được. Ta làm sao biết tại sao lại chết, người là người bắt tới, sau đó chết ở danh sư đường, người nói không biết. Người cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Cẩu đường chủ nói. Đường chủ cái này là, hoài nghi ta. Trong giọng nói của Ngô Sư mang theo không tin. Không phải hoài nghi ngươi, mà là, khiến người ta không thể không nghi. Người nói, Trần Chiết làm ra sự tình trái ngược danh sư, phải bắt thẩm vấn, ta không có cự tuyệt, kết quả. Hắn cũng vô duyên vô cớ chết. Danh sư đường đề phòng xâm nghiêm, trừ ngươi ra, ai cũng không cách nào tới gần, nếu như không phải dùng cực hình, muốn vụ oan giá họa, vì sao có thể tử vong? Chương 2214, Trương Huyền ta, sông đường. 2. Vị Trương Huyền kia, ta đã chuyên môn điều tra, các ngươi từng có kinh nghiệm chung một chỗ xuất sinh nhập tử, cảm tình cá nhân rất sâu, thiên hướng đối phương, hoặc làm ngụy chứng, cũng không phải là không được. Cẩu đường chủ khẽ nói. Ngươi vừa mới trở thành phó đường chủ, muốn lập công, muốn thay thế Điền Thanh, ta có thể lý giải, nhưng vô luận làm chuyện gì, đều cần chứng cứ, biến thành dạng này, để cho ta làm sao không nghi ngờ. Ta đối với vị trí phó đường chủ, không có lòng mơ ước, càng không có gia hại Điền phó đường chủ. Ngô Sư sốt ruột nói. Không nghĩ tới cẩu đường chủ lại có thể hoài nghi hắn cố ý hãm hại Điền Thanh. Được rồi, chuyện này ta không muốn thảo luận quá nhiều. Ta mặc kệ các ngươi tranh giành như thế nào, đấu như thế nào. Cũng không được làm ra sự tình ảnh hưởng thanh danh của phân bộ. Cẩu đường chủ cắt đứt hắn nói. Ta trở thành đường chủ vượt qua 500 năm, danh sư đường ở trong tay ta, dù không có phát dương quang đại, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ bẩn, bây giờ sẽ về hưu, không muốn bị người lên án, để cho tổng bộ tới đây thẩm tra, biến thành trò cười của danh sư đường đế quốc khác. Đường chủ, ta thật không phải vì tranh quyền.
vị trương sư này, tuy cùng ta từng có đồng sanh cộng tử, lại không nghe ta sai khiến. Không nghĩ tới cẩu đường chủ mặc kệ thế sự, vừa xuất hiện liền chụp mũ hắn, Ngô sư vội nói. Đã đủ rồi, ta đã nói qua, chuyện hư hỏng của các ngươi, ta không muốn quản, nhưng mà ta không muốn trong danh sư đường chúng ta gây ra mâu thuẫn, để cho người ngoài chê cười. Thanh âm của cẩu đường chủ trở nên băng lãnh. Ngươi nghe không hiểu ý của ta. Ta, vâng. Ngô sư cắn chặt hàm răng. Ân, rõ là tốt rồi, như vậy đi, người phái người mang Trương Huyền tới, nói rõ ràng sự tình, nghe lời thì thôi, không nghe lời, chỉ bằng vào phía dưới phạm thượng, động thủ với danh sư thất tinh, liền đủ cả đời không thể xoay mình rồi. Cẩu đường chủ bàn giao, lời còn chưa dứt, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó cửa phòng đẩy ra, thanh niên chậm rãi đi đến. Không cần phái người, ta đã tới. Đúng là Trương Huyền. Vốn hắn chỉ muốn tới đây khảo hạch danh sư thất tinh, không nghĩ tới nghe được mấy cái này, tức giận sắp nổ tung. Còn tưởng rằng cẩu đường chủ này chỉ hồ đồ, mới trọng dụng tiểu nhân như Điền Thanh, không nghĩ tới là một ngu ngốc chỉ biết an ổn quá độ. Trương sư, Ngô sư lại càng hoảng sợ, vẻ mặt sốt ruột. Từ vừa rồi, hắn có thể nghe ra, đường chủ đối với vị này rõ ràng không vui, lúc này đi ra, một khi chọc đối phương tức giận, liền không còn đường sống vãn hồi. Đường chủ, vị này chính là Trương Huyền hãm hại ta, viện trưởng danh sư học viện của Hồng Viễn Đế Quốc. Ánh mắt lóe lên, Điền Thanh vội nói. Ngươi chính là Trương Huyền. Ánh mắt của cẩu đường chủ nheo lại. Danh sư thất tinh thương nghị sự tình, người một lục tinh nho nhỏ, lại có thể ở bên ngoài nghe lén. Thật to gan. Ngại ngùng, lá gan của ta còn chưa đủ lớn, không bằng ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Vỗ bàn một cái. Khí tức của cẩu đường chủ như rồng, mang theo lửa giận. Hắn là danh sư đường đường chủ, trấn thủ một phương, đối phương một viện trưởng học viện nho nhỏ, dám nói như vậy, quả thực mắt không tôn trưởng, vô pháp vô thiên. Ta nói cái gì, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Đối mặt lửa giận của đối phương, Trương Huyền không có chút lo lắng nào, thần sắc hờ hững nhìn qua. Ngô sư là cái tính khí gì, ở chung nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi không biết. Vị điền phó đường chủ này, mượn nhờ độc sư mưu hại ta, càng ra tay với ta, quản gia của ta. Phẩm hạnh kém như thế, không đi điều tra, lại ở nơi đây trách cứ Ngô sư, ngươi là mắt mù, hay suy nghĩ có vấn đề. Danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, tại sao có thể có đường chủ ngu xuẩn như ngươi? Trương sư, không nghĩ tới Trương sư luôn luôn hòa khí, lại có thể ngạnh kháng cẩu đường chủ, nói ra lời này, Ngô sư bị dọa sợ sắp điên rồi. Vốn đường chủ có ý kiến với hắn, bây giờ có thể nói, không còn chỗ trống vãn hồi. Gan chó thật lớn, danh sư lục tinh nho nhỏ, bỏ qua quy củ, vũ nhục danh sư thất tinh đỉnh phong, dĩ nhiên xúc phạm lễ phép, đường chủ, hiện tại ta liền để hắn ra công lý, hủy bỏ tu vi. Hét lớn một tiếng, Điền Thanh cũng không đợi đường chủ nói chuyện, bàn tay chảo một cái, lăng không vỗ tới Trương Huyền. Ngươi dám! Ngô sư biến sắc, vội vàng tiến lên đón. Muốn xuất thủ ngăn trở công kích của đối phương. Không cần. Lắc đầu, bàn tay của Trương Huyền dựng thẳng lên, nhẹ nhàng vỗ. Bành. Điền phó đường chủ còn không kịp phản ứng, liền bị một chưởng đánh bay ra ngoài, dán ở trên tường. Như đập bay một con sâu cái kiến, Trương Huyền từng bước một tiến về phía trước, ánh mắt như điện, thanh âm càng ngày càng vang dội, sau đó truyền vang toàn bộ Thanh Nguyên Đế Đô. Từ Thiên Huyền Vương Quốc từng bước đi tới, một đường tung hoành. Chưa từng có người dám hãm hại ta, dám nói như vậy với ta. Trương Huyền ta, lấy thân phận danh sư lục tinh, xin tổng bộ. Xông danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc. Không chết, không ngừng. Chương 2215, hắn gọi Trương Huyền. 1. Dám bảo sư công hội. Như thế nào, thuốc của ta hiệu quả coi như không tệ chứ. Trong đại sảnh, Tề lão cười nhìn về phía thanh niên trước mắt. Chứng kiến trong gương. Dung nhan tuấn mỹ lần nữa khôi phục, lúc này thanh niên mới nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền khom người. Đa tạ linh đan rượu dược của Tề lão, nếu không chỉ sợ còn không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Không cần khách khí, thầy thuốc như mẹ hiền, đây cũng là ta phải làm. Tề lão gật đầu. Cửu tiêu, về sau dám bảo, có thể làm được liền làm không được, thì không nên cậy mạnh, nếu không mất mặt không chỉ bản thân. Gây chuyện không tốt thân phận dám bảo sư của ngươi cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mục hội trưởng lắc đầu. Thanh niên tự nhiên là Trương Cửu Tiêu. Đêm qua,
Trương Huyền phối trí độc dược diệt trừ linh tính, độc tính chưa hoàn toàn tiêu trừ, trên mặt sưng phù không cách nào đi ra ngoài gặp người, đành phải lưu ở nơi đây, không có rời đi. Đến buổi sáng, như trước không có chuyển biến tốt đẹp, đành phải mời y sư công hội lão hội trưởng Tề lão tới. Tuy cửu nhân của Tề lão thế lớn, nhưng ban ngày tới dám bảo sư công hội, hơn nữa còn có danh sư công hội ở phụ cận, chắc hẳn không ai dám làm gì. Vâng. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Đêm qua, ỷ vào bản thân là hậu nhân của đại gia tộc, kiến thức rộng rãi, vốn nghĩ rằng đại xuất danh tiếng, để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, kết quả. Chịu khổ đánh mặt, bi thảm không thể lại bi thảm. Ngẫm lại cũng tràn đầy bực bội. Nhất là bề ngoài anh Tuấn, bộ mặt trở nên hoàn toàn thay đổi, nhờ có ở trong giám bảo sư công hội, không có bị đám fan hâm mộ phát hiện, nếu không liền không mặt mũi thấy người. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, giám bảo sư cả đời chỉ có thể xuất hiện 3 lượt sai lầm, phá giải phong ấn, tuy không tính giám bảo, nhưng cũng phát sinh ở công hội, tin tức truyền ra, tất nhiên trở thành chỗ bẩn cả đời. Đều là Trương Huyền kia, rõ ràng có phương pháp phá giải phong ấn, lại chậm chạp không nói. Nghĩ tới dáng tươi cười vô tội của tên kia, Trương Cửu Tiêu liền tức không chỗ đánh. Xông luyện tâm kiều, để cho hắn mất mặt một lần, vốn tưởng rằng lần này có thể đoạt lại mặt mũi, hãnh diện, nằm mơ cũng không nghĩ đến bị đánh ác hơn. Nhất định là cố ý. Thoạt nhìn vẻ mặt trung thực, trên thực tế lại cố ý để cho hắn mất mặt. Tề lão, người nói mặt ta như vậy là trúng độc. Bất kể nói thế nào cũng là danh sư thất tinh, tâm cảnh cường đại, tuy phiền muộn, nhưng đặt tâm sự ở đáy lòng, trên mặt không có biểu hiện ra. Là một loại độc rất lợi hại, đoán chừng đạt đến thất tinh, nếu không phải những năm này ta trúng kịch độc, ngày ngày nghiên cứu phương pháp giải độc, chỉ sợ cũng không giải quyết được. Tề lão nói, lúc trước thân trúng kịch độc, mất hết can đảm, chạy trốn tới Tĩnh Viễn Thành, thoạt nhìn là hành động bất đắc dĩ, trên thực tế cũng làm ra chuẩn bị. Đã sớm nghe nói Tĩnh Viễn Thành có độc điện, lúc này mới đi tới, thử thời vận. Ở đó 20 năm, cho dù không có triệt để giải quyết hết kịch độc trong cơ thể, nhưng cũng ngăn chặn, không có để cho nó khuếch tán phạm vi lớn. Nguyên nhân chính là như thế, mới sống cho tới bây giờ. Bệnh lâu thành y, thân chúng kịch độc, không phải độc sư, đối với độc cũng hiểu rõ rất nhiều, không phải độc quá cường đại, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trương sư cho ta ăn, không ngờ là độc dược, chẳng lẽ hắn còn là một vị độc sư? Trương Cửu Tiêu nhịn không được nói. Độc phương cực kỳ cơ mật, cơ bản đều do độc sư nắm giữ, đối phương tiện tay viết ra, chẳng lẽ còn là độc sư? Không biết ngươi nói Trương sư là? Nghe được lời của hắn, Tề lão nhìn lại. À, là một danh sư lục tinh từ Hồng Viễn Đế quốc tới, gọi Trương Huyền. Mục hội trưởng nói. Hắn a, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, y thuật cao hơn ta không biết bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất là, nhân tâm nhân đức, chân thực nhiệt tình, tại sao có thể là độc sư? Tề lão lắc đầu. Ân nhân cứu mạng, y thuật còn cao hơn Tề lão. Trương Cửu Tiêu ngẩn ngơ. Gia hỏa này tâm cảnh cao hơn hắn, nhận thức. Năng lực dám bảo mạnh mẽ hơn hắn, cũng nhận thức. Hiện tại y thuật còn cực kỳ lợi hại. Đến cùng hắn là danh sư thất tinh, hay là đối phương? Có cần đả kích người như vậy không? May mắn cấp bậc danh sư của ta cao hơn hắn, ở trên phương diện danh sư, cường đại hơn hắn nhiều, nếu không chỉ sợ thật không bằng. Trong lòng âm thầm thở dài, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một thanh âm ầm ầm vang lên. Trương Huyền ta, lấy thân phận danh sư lục tinh, xin tổng bộ xông danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, không chết. Không ngớt. Cái gì, xông đường? Thân thể nhoáng một cái, Trương Cửu Tiêu té ngã trên đất. Xông đường, là chỉ lẻ loi một mình, khiêu chiến một danh sư đường. Có mâu thuẫn cũng tốt, có vấn đề cũng được, danh sư phạm sai lầm, chỉ cần không phản bội nhân tộc. Có thể xông qua đủ loại gông cùm xiềng xích của danh sư đường, sẽ không có tư cách định tội, tổng bộ cũng không truy cứu nữa. Vừa cảm giác tu vi danh sư của mình còn có mạnh mẽ hơn đối phương, sẽ không bị đả kích, kết quả. Đối phương muốn độc thân xông danh sư đường. Thật hay giả? Vội vã vào tới ngoài phòng, sau đó chứng kiến một huy chương danh sư phóng lên trời, lơ lửng trên không trung. Trong phòng sư điện của danh sư đường, một đạo khí tức tinh thuần xông lên cao, bao phủ huy chương. Chậm rãi tạo thành hai chữ to. Đồng ý. Tổng bộ, đồng ý, danh sư lục tinh xông phân bộ thất tinh. Cái này chỉ sợ muốn phá vỡ lịch sử. Đâu chỉ phá vỡ, nếu quả thật thông qua. Chỉ sợ danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc sẽ không còn mặt mũi,
cầu đường chủ cũng sẽ biến thành trò cười của tất cả danh sư. Mục hội trưởng cùng Tề lão trợn mắt há hốc mồm. Lão sư, Tề lão, thân là một thành viên của danh sư đường Thanh Nguyên Đế Quốc, đối phương xông đường, ta phải về nghênh chiến. Cáo từ. Trương Cửu Tiêu ôm quyền, vội vã bay vút về phía danh sư đường. Chương 2216, hắn gọi Trương Huyền. 2. Có người xông đường, liền tương đương với có người đập phá quán, thân là danh sư trong đó, phải đi tới thủ hộ. Trương Huyền, mặc kệ thiên phú của ngươi như thế nào, muốn xông đường. Trước qua cửa của Trương Cửu Tiêu ta lại nói. Siết chặt nắm đấm, ánh mắt của Trương Cửu Tiêu nheo lại. Liên tục hai lần đánh mặt, đã như vậy, quang minh chính đại đánh về. Thanh Nguyên Hoàng Cung. Một trung niên tựa như đầu heo nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trung Thanh Vương. Liên tục đánh một đêm, độc trong cơ thể tạm thời bị áp chế, nhưng người cũng sắp phế đi, nếu không phải công lực tinh thuần, thực lực mạnh mẽ, lại có vô số đan dược duy trì, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bởi vì quất hắn, liên tục thay đổi hơn 20 hộ vệ, từng cái bàn tay sưng phù, toàn thân thoát lực. Vương gia, hiện tại cảm giác như thế nào? Tần quản sự đi vào trước mặt. Không sao, đúng rồi, 20 hộ vệ đánh ta kia, tất cả đều giết. Chuyện của ta, không hy vọng ngoại nhân biết được. Ánh mắt nheo lại, Trung Thanh Vương khẽ nói. Yên tâm đi, vương gia, ta đã an bài xong. Tần quản sự vội nói. Ân. Dùng răng ngồi dưới đất, điều tức cả buổi, cảm thấy khôi phục một ít, lần nữa ngẩng đầu. Bên điền phó đường chủ có tin tức không? Ta đã dựa theo như ngươi nói truyền tin tức phó đường chủ bị giam giữ cho cầu đường chủ. Nói đến đây, tần quản sự có chút chần chờ. Cầu đường chủ sẽ cứu điền phó đường chủ, tội danh mưu hại, danh sư, ta nghe nói là không nhỏ. Yên tâm đi, nhất định sẽ cứu đấy. Trung Thanh Vương cười lạnh. Chỉ cần điền phó đường chủ không có việc gì, ta sẽ không sự tình, gây chuyện không tốt còn có thể tuyệt địa phản kích. Để cho Ngô Như Phong cùng Trương Huyền chịu không nổi. Vậy là tốt rồi. Tần quản sự nhẹ nhàng thở ra, có chút nghi hoặc. Vương gia, vị Trương Huyền này, đến cùng có lai lịch gì? Một danh sư lục tinh, không chỉ biến vương gia ngươi thành dạng này, ngay cả điền phó đường chủ cũng bại té ngã. Mặc kệ hắn có lai lịch gì, đắc tội điền phó đường chủ, sẽ chết chắc rồi. Yên tâm đi, nhảy đáp không được bao lâu, đoán chừng hôm nay hoặc là ngày mai, sẽ bị danh sư đường bắt, chết ở trong lao. Trung Thanh Vương khoát tay áo. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm của Trương Huyền vang vọng, chấn thiên địa không ngừng run rẩy. Trương Huyền ta! Lấy thân phận danh sư lục tinh, xin tổng bộ xông danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, không chết. Không ngớt. Xông đường, hặc hặc, một danh sư lục tinh muốn xông đường. Đây không phải muốn chết sao? Nội tình danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, danh sư bát tinh hạ phẩm cũng không dám xông. Một lục tinh muốn xông, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sửng sốt một chút, Trung Thanh Vương cười ha ha, nước mắt sắp chảy ra. Độ khó xông đường, chỉ cần là danh sư. Đều rất rõ ràng, có thể nói cửu tử nhất sinh, hầu như không người có thể hoàn thành. Gia hỏa này lại muốn tới một lần, thật sự là bản thân muốn chết. Bệ hạ, đang cười to, chỉ thấy hoàng đế Sở Thiên Hành đi nhanh tới, hưng phấn hô lên. Trương Huyền kia muốn xông đường, xem ra không cần ta xuất thủ, cũng sống không lâu rồi. Lúc trước ta nghe qua xông đường, đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Thiên Hành gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn qua. Đúng rồi, trong lịch sử, có xông đường thành công hay không? Cái này, ta không rõ ràng lắm, bất quá kêu bạch sư đến, chẳng phải sẽ biết. Trung Thanh Vương nói, tuy danh sư đường mặc kệ sự tình trong triều đình, nhưng một ít đế quốc cường đại cũng có thể mời chào một ít danh sư quy thuận. Danh sư của danh sư đường, tương đương với trong biên chế, danh sư tán tu, lại thuộc về tư nhân. Vị bạch sư này, đúng là hộ quốc danh sư của Thanh Nguyên Đế Quốc. Sở Thiên Hành gật đầu, phái người đi mời, không lâu sau, một lão giả đi tới. Bạch sư, ta muốn hỏi một chút, trong lịch sử Thanh Nguyên Đế Quốc chúng ta, có người xông đường thành công hay không? Bệ hạ chờ một chốc, ta để cho bằng hữu điều tra. Bạch sư gật đầu, hiện tại hắn không thuộc về danh sư của danh sư đường, không thể nào điều tra, chỉ có thể dựa vào bằng hữu điều tra. Ân. Chỉ chốc lát, ngọc bài trong lòng bàn tay lập lòe. Bạch sư nhìn thoáng qua, ôm quyền. Bẩm báo bệ hạ, trong lịch sử, hoàn toàn chính xác có người xông đường thành công,
tổng cộng 3 vị. 3 vị. Nghe được số lượng ít như vậy, Trung Thanh Vương cùng Sở Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra. Từ khi có được chức nghiệp danh sư đến bây giờ, đã trải qua vài vạn năm, xuất hiện nhân vật thiên tài như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nhiều cường giả như vậy, chỉ có 3 cái thông qua, đủ thấy độ khó. Xem ra Trương Huyền này, tuyệt đối không có khả năng thông qua. Bọn họ là người nào, có tên không? Trung Thanh Vương hỏi. Có, thứ nhất gọi Lạc Thiên Vân, thứ hai gọi Viên Hy, một cái là lão tổ thánh nhân Lạc Gia, một cái là lão tổ thánh nhân Viên Gia. Cái thứ ba thì sao? Nhìn tên biểu hiện trên ngọc bài, Bạch Sư dừng lại một chút. Hắn gọi. Trương Huyền. Chương 2217, Trương Huyền vs Thương Cửu Tiêu. 1. Trương Huyền nào? Trong lòng Sở Thiên Hành, Trung Thanh Vương đồng thời lục bộc một phát. Thiên Viên Vương quốc Trương Huyền, về sau là Hồng Viễn Đế quốc danh sư học viện, viện trưởng. Tiếp tục nhìn xuống, bờ môi Bạch Sư run rẩy. Vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên biết, vốn tưởng rằng Trương Huyền này là tự tìm đường chết, không nghĩ tới. Đã xông đường thành công qua một lần. Tưởng là muốn chết, kết quả là ngựa quen đường cũ. Thiên Viên Vương quốc là một vương quốc, rất dễ dàng thông qua, đây chính là Thanh Nguyên Đế quốc, tuyệt đối không có khả năng thành công. Thân thể Trung Thanh Vương run rẩy. Lúc trước xông đường, tất nhiên biết rõ độ khó xông đường, dám khiêu chiến, nói rõ không phải sằng bậy. Bạch Sư lại không có cùng cách nhìn. Không ai sẽ thành công. Trung Thanh Vương nghiến răng. Ta không biết có thể thành công hay không, bất quá. Mặc kệ thành công hay không, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế quốc, coi như. Đã xong. Bạch Sư lắc đầu. Sở dĩ quy tắc sông đường xuất hiện, là vì một thiên tài danh sư bị oan uổng tới chết, vì để tránh cho thiên tài vẫn lạc, mới lập ra chế độ này, chỉ cần bị ủy khuất, hoặc gặp đãi ngộ không công bằng, có thể sông đường hóa giải tranh chấp. Vô luận thành công hay không, một khi tổng bộ đồng ý, chẳng khác nào phân bộ kia mang nhãn hiệu đãi ngộ không công bằng với một nhân tài, cầu đường chủ nhất định sẽ bị tổng bộ mời đi thẩm vấn, tên tuổi anh hùng cả đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sẽ không thành công, hắn nhất định sẽ chết ở bên trong. Phốc, nghiến răng nghiến lợi, Trung Thanh Vương đang điên cuồng gào rú, lại cảm thấy ngực khó chịu, phun ra máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn về phía Bạch Sư. Nhanh quất ta, hung hăng quất ta, ta muốn, ta muốn. Bạch Sư. Sở Thiên Hành. Danh sư đường. Nhìn hai chữ hiển hiện ở trên bầu trời, trước mắt Ngô Sư biến thành màu đen. Tuy hắn cũng cảm thấy cẩu đường chủ làm sự tình có mất đúng mực, quá mức bất công, nhưng nơi đây dù sao cũng là địa phương hắn trưởng thành, biến thành cái dạng này, thật sự không đành lòng chứng kiến. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trương Sư làm như vậy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn chỉ là danh sư lục tinh, cẩu đường chủ thân là danh sư thất tinh, càng là đường chủ một đường, thật muốn cho đãi ngộ không công bằng, ngoại trừ sông đường, không có những biện pháp khác. Trong lòng của hắn thở dài, cảm thấy không cách nào vãn hồi, cẩu đường chủ lại tức đến run rẩy, thiếu chút nữa ngất đi. Làm đường chủ 500 năm, lập tức muốn về hưu, vốn nghĩ rằng lui về bình an, chuyện gì cũng không có, vẽ một dấu chấm tròn viên mãn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Chọc phải một đại tai họa, chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ. Lần này, mặc kệ đối phương thắng hay bại, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế quốc cũng triệt để xong đời, biến thành trò cười của tất cả mọi người. Ngươi, rất tốt, ngươi có biết sông đường đại biểu cái gì không? Cố nén ngực sắp nổ tung, nghiến răng nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Đại biểu cái gì, hừ. Trương Huyền nhướng mày, ánh mắt như thai nghén lôi đình. Trương Huyền ta, vì nhân tộc, độc thân đi vào địa quật chữa trị phong ấn, vì nhân tộc, chém giết Thanh Điền thập đại vương giả, tránh cho hạo kiếp, vì nhân tộc, bồi dưỡng danh sư, để cho đối phương có thể so với chiến sư. Vì nhân tộc. Cúc cung tận tụy, chăm chết không hối hận. Mà bây giờ, ở danh sư đường của Thanh Nguyên Đế quốc, nhận được vũ nhục như thế. Chỉ hy vọng tổng bộ cho một cái công bằng. Ngươi đã ngu ngốc vô năng, bao che tiểu nhân, như vậy. Ta dùng phương thức của mình giải quyết. Còn ngươi mất mặt hay không? Có quan hệ gì tới ta? Ngươi! Cẩu đường chủ tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Vốn tưởng rằng chỉ là danh sư lục tinh, quát lớn vài câu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, người ta không sợ chút nào. Đường chủ, ngươi thật sai rồi. Ngô sư lắc đầu. Người khác không biết, hắn không biết sao.
vị trước mắt này, là thiên nhận danh sư, thiên địa phong thánh. Nhân vật như vậy, có thể so với Khổng sư, đừng nói ngươi một đường chủ phân bộ, coi như là đường chủ của tổng bộ danh sư đường, cũng không dám vũ nhục, không thể vũ nhục. Vũ nhục hắn, tương đương vũ nhục trời xanh, nếu không lấy lại công đạo, làm sao tâm minh thiên đạo. Làm sai, sông đường, danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, cũng không phải dễ dàng sông. Đánh chuông. Thấy Ngô sư nói ra lời này, sắc mặt của cẩu đường chủ dữ tợn, cắn chặt hàm răng. Dù sao sự tình đã không cách nào vãn hồi, vậy thì chiến đi. Đông 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 đông. Kèm theo hắn hét lớn, danh sư đường vang lên 4 tiếng chuông. 4 tiếng, sông đường. Oanh long long. Trong một khắc, tất cả danh sư lục tinh trở lên của Thanh Nguyên thành, toàn bộ đi vào, từng cái thần sắc ngưng trọng, như là binh sĩ trước chiến trường. Sông đường, cần 2 bước, thứ nhất, chiến thắng tất cả danh sư của danh sư đường, thứ hai, sông danh sư tháp. Hiện tại danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc ta, tất cả danh sư lục tinh trở lên đều ở đây, người muốn sông đường, nhất định phải đạp lên tôn nghiêm của bọn họ đi tới. Nhìn trước mắt tập hợp rất nhiều danh sư, cẩu đường chủ nhìn quanh một vòng. Danh sư của danh sư đường ta, có người khiêu chiến tôn nghiêm của chúng ta, làm sao bây giờ? Giết hắn. Cho hắn biết, đường không phải dễ sông như vậy. Một danh sư lục tinh mà thôi, gà đất chó kiểng, xem ta một tay diệt sát. Mọi người cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, từng cái gân xanh kéo căng, lên tiếng hét lớn. Chương 2218, Trương Huyền vs Thương Cửu Tiêu. 2. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Thấy sĩ khí bốc lên, người người chiến ý như rồng, cẩu đường chủ nhẹ nhàng thở ra. Danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, danh sư, lục tinh trở lên chừng mấy vạn, toàn bộ tập hợp người ta tấp nập, coi như là Trương Huyền này thiên phú cao. Lực lượng mạnh mẽ, chiến thuật biển người cũng có thể mài cho chết. Người nào xuất chiến trước? Ta cũng là một phần tử của danh sư đường, ta muốn thay danh sư đường xuất chiến. Vừa dứt lời, chợt nghe không trung có thanh âm vang lên, một thanh niên thẳng tắp lao đến. Trương Cửu Tiêu, từ giám bảo sư công hội chạy tới. Người tới, ta an tâm. Cẩu đường chủ gật đầu. Trương Cửu Tiêu này, là hậu bối của thánh nhân Trương gia, cho dù chỉ là bàng chi. Nhưng thiên phú mạnh khoáng tuyệt cổ kim, hơn nữa thân là danh sư thất tinh, thủ đoạn rất nhiều, chấn phục gia hỏa trước mắt này, tuyệt đối cực kỳ đơn giản. Không nên lưu tình, cho hắn biết, sông đường phải trả giá như thế nào. Sau khi đáp ứng, liền lặng lẽ truyền âm. Đường chủ yên tâm, lông mi dựng thẳng lên, khí tức trên người Trương Cửu Tiêu càng ngày càng mạnh, quay đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, ánh mắt nheo lại. Từ ngày hôm qua nhìn thấy vị này, vẫn để cho hắn nhục nhã. Đã như vậy, vậy chiến một trận giải quyết ân oán đi. Danh sư chiến đấu, có tâm cảnh, phụ tu, sức chiến đấu, giảng bài. Nhiều loại phương thức, người đã tới đây sông đường, vậy thì do ta lựa chọn. Tiến về phía trước một bước, đi vào địa phương cách Trương Huyền không đến 5 thước, Trương Cửu Tiêu sinh ra tự tin đậm đặc. Thân là con em gia tộc, tuy tâm cảnh hơi có không bằng, nhưng mà phương diện khác, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất. Không kém bất luận kẻ nào. Vị này nếu như dám khiêu chiến, vậy cho hắn biết, thực lực chân chính cùng cường đại. Nói, chẳng muốn nhiều lời, Trương Huyền gật đầu. Ta lựa chọn, luận võ. Cười lạnh một tiếng, Trương Cửu Tiêu nói. Luận võ trực tiếp nhất, cũng nhanh nhất, thân là con em gia tộc, tu luyện qua rất nhiều võ kỹ cao minh, chiến thắng một người thực lực còn thấp hơn hắn, có lẽ không có vấn đề. Cửu Tiêu, không thể. Nghe được vị danh sư thiên tài này mở miệng muốn luận võ, vừa nghĩ tới điền phó đường chủ vừa rồi vị Trương Huyền một trưởng đập bay, đồng tử của cẩu đường chủ co rụt lại, vội vàng mở miệng. Thực lực của Trương Cửu Tiêu, tuy đồng cấp nổi tiếng, nhưng so với điền phó đường chủ, còn kém một đoạn rất lớn. Ngay cả người sau cũng không phải đối thủ, hắn làm sao có thể ngăn cản. Đường chủ yên tâm, ta chính là đệ tử của thánh nhân Trương gia, tuy tu vi chỉ có thánh vực tam trọng đỉnh phong. Nhưng sức chiến đấu lại không chỉ như vậy, nói thật, từ khi đi tới nơi này, ta còn chưa bao giờ chính thức biểu hiện ra thực lực của mình. Trương Cửu Tiêu cười khẽ. Từ khi đi vào danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, chưa từng triệt để triển lộ qua sức chiến đấu mạnh nhất, nếu như hôm nay muốn giáo huấn Trương Huyền, vậy phóng thích toàn lực đi. Ầm ầm. Trên thân rất nhiều huyệt đạo đồng thời mở ra, một tiếng nổ vang kịch liệt, khí tức cả người liên tiếp kéo lên. Thời gian nháy con mắt đã đột phá thánh vực tam trọng đỉnh phong, đạt đến tứ trọng.
Trương Cửu Tiêu sớm đã đột phá. Xem bộ dáng là lúc trước đã đột phá, chỉ là cố ý áp chế. Chưa đủ 30 tuổi, thì đến được thánh vực tứ trọng, thật là đáng sợ. Thiên tài chính là thiên tài, loại thực lực này, khẳng định không phải một danh sư lục tinh có thể chống lại. Chứng kiến Trương Cửu Tiêu không có áp chế, thời gian nháy con mắt thì đến được thánh vực tứ trọng, tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc, sùng bái. Trương sư rất đẹp trai, ta biết ngay thực lực của Trương sư lợi hại nhất. Bờ mông cối say chẳng biết lúc nào cũng tới đại sảnh, trốn ở góc phòng, hai mắt tràn đầy ngôi sao. Sớm biết thần tượng của mình bất phàm, không nghĩ tới bất phàm như vậy, còn không có xuất thủ, thanh thế cũng đã làm cho người ta sợ hãi, khiến người ta hưng phấn không thôi. Vù vù, nguyên thần cảnh sơ kỳ, Trương Cửu Tiêu ngừng lại, bóp bóp nắm tay, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt tương đương. Xoẹt xoẹt tương đương, cổ nghiêng một cái, tràn đầy khinh miệt nhìn về phía thanh niên đối diện. Bắt đầu đi, ngươi chuẩn bị xong. Trương Huyền nói, đúng vậy, nếu như ngươi muốn dùng binh khí mà nói, có thể sử dụng. Ta tự nhiên tay không nghênh đón, yên tâm, ta sẽ đánh ngươi hoài nghi nhân sinh, biết rõ cái gì là cường giả chính thức. Lạnh lùng cười cười, Trương Cửu Tiêu vận chuyển chân khí, bàn tay tựa như biến thành màu vàng kim óng ánh. Binh khí. Trương Huyền có chút bất đắc dĩ. Ta không rảnh cùng ngươi chậm trễ thời gian, ngươi đã chuẩn bị xong, ta sẽ bắt đầu. Hắn còn có nhiều việc. Sông đường, cần đối mặt tất cả danh sư, còn có đối kháng vô số tổ tiên lưu lại ý niệm trong danh sư tháp, không có thời gian nói chuyện tào lao với gia hỏa này. Ta cũng không rảnh chậm trễ thời gian với ngươi. Nằm xuống cho ta. Gào thét một tiếng, Trương Cửu Tiêu lăng không dựng lên, bàn tay áp xuống, gào thét mà đến. Nằm xuống, không có hứng thú, ngược lại là ngươi. Tránh cũng không tránh, Trương Huyền chậm rãi đi về phía trước, ngẩng đầu lên, tiếng như chuông lớn, đột nhiên nổ vang. Quỳ xuống, ầm ầm, như là sấm sét đột nhiên nổ lên, công kích của Trương Cửu Tiêu như gặp khắc tinh, thời gian nháy con mắt tan thành mây khói, mọi người còn không có kịp phản ứng. Liền phù phù từ không trung rớt xuống. Đầu gối uốn lượn, quỳ gối ở trước mặt đối phương, trên mặt tràn ngập phát điên cùng khuất nhục. Chương 2219, có tin hay không ta sẽ quất ngươi. Một, cái gì? Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người biến sắc. Mông cối say càng trực tiếp té ngã trên đất, triệt để choáng váng. Nàng một mực sùng bái thần tượng, thậm chí ngay cả tiếng quát của đối phương cũng không chịu nổi, liền quỳ xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, kiên trì cùng nhân sinh quan của nàng ầm ầm sụp đổ. Không, mọi người không thể tin được, trên trán Trương Cửu Tiêu càng gân xanh kéo căng, phát điên. Hắn là thiên tài, siêu cấp thiên tài. Đối phương quát liền từ không trung quẳng xuống, hơn nữa khuất nhục quỳ xuống, để cho hắn không tiếp thu được. Ta muốn giết ngươi. Gào thét một tiếng, bàn tay mãnh liệt vỗ mặt đất, lần nữa bay lên lao đến. Hắn xông lại là muốn chứng minh bản thân, không phải tới đây chịu nhục, bị đánh. Cút! Thấy vị này vào tới lần nữa, Trương Huyền không có xuất thủ, tiếp tục quát. Lạch cạch! Trương Cửu Tiêu từ không trung rơi xuống, vừa lăn vừa bò, lăn ra ngoài. Cửu Tiêu, cẩn thận, tâm cảnh của ngươi yếu kém, tâm cảnh của hắn lợi hại hơn ngươi, sử dụng thủ đoạn ma âm sư công kích ngươi, phòng ấn thính giác, công kích sẽ yếu hơn rất nhiều. Cẩu đường chủ ở một bên vội vàng hô. Người khác không nhìn ra đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể sẽ rất kỳ quái, vì sao Trương Cửu Tiêu nghe lời như vậy, nhưng hắn biết rõ, vị đệ tử Trương gia này, tâm cảnh không tính quá mạnh mẽ, đối phương lại cường đại đáng sợ, lúc này mới quát một tiếng liền khuất phục. Có thể nói, đã tìm được khuyết điểm của đối phương, tiến hành tiến công. Nghe được truyền âm, Trương Cửu Tiêu hiểu được, cắn chặt hàm răng, trực tiếp đóng thính giác, thân thể nhoáng một cái. Hai tay như móc câu, lần nữa lao đến Trương Huyền. Thấy vị trước mắt này không biết sống chết, liên tục hai lần còn muốn hung hăng, Trương Huyền lắc đầu, cong ngón búng ra. Bành! A! À. Kêu thảm một tiếng, Trương Cửu Tiêu giống như con ruồi bị bắn bay, bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên vách tường đại sảnh, đọng ở phía trên. Tuy ra hỏa này rất mạnh, nhưng so với hắn, còn kém nhiều lắm. Một chỉ đạn bay, Trương Huyền nhìn về phía rất nhiều danh sư trước mắt. Chắp hai tay sau lưng. Vì tiết kiệm thời gian, các ngươi cùng lên đi. Một người muốn đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy. Điên rồi sao, đừng nói chỉ là thánh vực nhị trọng đỉnh phong, coi như xuất khiếu cảnh, cũng chống lại không được.
Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều điên rồi. Trong đại sảnh chạy tới danh sư lục tinh trở lên, cộng lại chừng hơn vạn. Nhiều danh sư như vậy, thực lực yếu nhất cũng đạt đến bán thánh, đồng loạt ra tay mà nói, lực lượng dung hợp chung một chỗ, thiên địa cũng có thể sụp đổ, đừng nói một thần thức cảnh đỉnh phong, coi như là xuất khiếu cảnh cũng ngăn không nổi. Không động thủ, ta đến trước. Chẳng muốn nói nhảm, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi vào trước mặt mọi người, thanh âm lập tức vang lên, như là lôi minh, nổ tung ở trong lòng tất cả mọi người. Tu luyện chi đạo, quý ở chuyên tâm chi đạo, quý ở vô thành, tâm thành lại tình trí lại. Một bên giảng giải, một bên về phía trước. Làm cái gì vậy? Giống như giảng giải pháp quyết cùng công pháp trong tu luyện. Không nói chiến đấu sao? Giảng giải cái này làm gì? Vốn cho là hắn sẽ trực tiếp nhảy vào đám người, thi triển toàn lực chiến đấu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chẳng những không có động thủ, ngược lại mở miệng nói một ít tri thức trên việc tu luyện, tất cả mọi người đều có chút phát mộng. Mọi người cẩn thận, hắn đang thi triển sư ngôn thiên thụ. Không chiến mà khuất phục người. Đang kỳ quái, chợt nghe thanh âm tràn đầy sốt ruột của cẩu đường chủ vang lên. Nói thật, cẩu đường chủ là thật sợ hãi. Thiên tài lợi hại như Trương Cửu Tiêu, được xưng đệ nhất thanh nguyên đế quốc. Kết quả, ở trước mặt đối phương, ngay cả một câu cũng nhịn không được. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng có thể thấy được, tâm cảnh khắc độ của Trương Huyền này, chỉ sợ so với hắn chỉ mạnh không yếu. Tâm cảnh lợi hại như thế, phối hợp thêm sư ngôn thiên thụ, đối với quần công mà nói, tuyệt đối là tai nạn có tính chất hủy diệt. Có thể nói so với độc sư còn muốn khủng bố. Độc sư, nhiều nhất hạ độc chết đối thủ, mà sư ngôn thiên thụ của danh sư, hoàn toàn có thể thu phục đối thủ, trở thành học sinh của mình. Sư ngôn thiên thụ, hình như là vậy, ta muốn phản kháng, nhưng hắn nói thật rất đúng. Dựa theo hắn nói tu luyện, ta cho rằng có thể làm cho tu vi bạo tăng gấp đôi. Chỉ sợ không chỉ như vậy, thật không nghĩ tới. Trên thế giới còn có phương pháp vận chuyển chân khí tinh diệu như thế, thật là đáng sợ. Nghe được cẩu đường chủ la lên, mọi người muốn phản kháng, rồi lại nhịn không được muốn học tập, cảm thấy đối phương giảng giải thật sự quá tốt. Các ngươi đi công kích trước, ta trước hết nghe một lát. Không vội, chờ hắn nói xong lại ra tay. Ai dám động thủ, ta gấp với hắn, đoạn này vừa lúc là thiếu sót của ta trong khi tu luyện, nếu như có thể đền bù, ta nhất định có thể thuận lợi đột phá thất tinh trung phẩm. Trong đám người đều nghị luận, bầu không khí vốn dương cung bạt kiếm, thời gian nháy con mắt, liền biến thành thảo luận học thuật. Cẩu đường chủ run rẩy, vẻ mặt phát điên. Chương 2220, có tin hay không ta sẽ quất ngươi. 2. Đại ca, các ngươi tỉnh lại dùm, hắn đây là sông đường, không phải tìm các ngươi trao đổi. Đường chủ, tiếp tục như vậy nữa, tất cả danh sư của danh sư đường Thanh Nguyên đế quốc, chỉ sợ đều trở thành đệ tử của hắn. Sắc mặt của Điền Thanh phó điện chủ trắng bệch đi vào trước mặt. Mới vừa rồi bị đối phương một trường đập thiếu chút nữa chết, đến bây giờ mới tính khôi phục lại. Ta biết rõ, nhưng mà sư ngôn thiên thụ căn bản không có biện pháp cắt ngang. Trừ khi, hắn nói có sai lầm. Sắc mặt cẩu đường chủ đỏ lên. Sư ngôn thiên thụ là giảng giải nội dung phù hợp đại đạo, mới có thể đưa tới đồng cảm, chỉ cần giảng giải xuất hiện sai lầm, mọi người sẽ lập tức thoát ly loại ý cảnh này. Một lần nữa trở nên lý trí. Đợi hắn nói ra sai lầm, cái này phải đợi tới khi nào? Nếu như hắn dám thi triển, tất nhiên là sớm chuẩn bị. Điền phó đường chủ vội nói. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, để cho Trương Cửu Tiêu đánh lén xuất thủ. Dù sao cũng là luận võ, hơn nữa hắn cũng nói, để cho tất cả mọi người cùng tiến lên, tiến công cũng không coi vào đâu. Chỉ cần thành công, là có thể cắt ngang sư ngôn thiên thụ, đến lúc đó. Hắn xông đường cũng thất bại. Điền phó đường chủ cười lạnh. Tốt. Chần chừ một chút, cẩu đường chủ nhẹ gật đầu. Sư ngôn thiên thụ, không thể đánh đứt, đường chủ như hắn xuất thủ, nhất định sẽ bị người cười nhạo, Trương Cửu Tiêu không giống. Bản thân chính là nhân viên tới tỉ thí, lúc này xuất thủ, cũng không coi vào đâu. Trong lòng khẽ động, vội vàng dùng phương pháp đặc thù liên hệ đối phương. Trương Cửu Tiêu đóng cửa thính giác, không nghe được sư ngôn thiên thụ. Lúc này cảm giác được cái gì, mở ra thính giác, sau đó nghe được đường chủ truyền âm. Ta liền động thủ. Nghe được phân phó, ánh mắt của Trương Cửu Tiêu nheo lại. Bị một chỉ đạn bay, mất hết mặt mũi, hắn muốn rửa nhục. Dầm ào ào. Bàn tay khẽ đảo, hai thanh trường kiếm, bốn chuôi trường đao xuất hiện ở trước mắt,
tản mát ra khí tức kinh người. Dĩ nhiên là hai kiện thánh khí trung phẩm, bốn kiện hạ phẩm. Thánh khí trung phẩm, cẩu đường chủ mới có một kiện, vị trương cửu tiêu này một hơi lấy ra hai kiện, còn có bốn kiện hạ phẩm. Tài phú có thể nói khủng bố. Đi. Nhướng mày, bàn tay của trương cửu tiêu đẩy ra. Phần phật. Sáu kiện binh khí thẳng tắp bay tới Trương Huyền đang giảng bài, đâm nhanh đến. Hắn cũng không phải muốn giết chết đối phương, mà là muốn đánh gãy sư ngôn thiên thụ. Thánh khí trung phẩm, lực lượng có thể so với cường giả nguyên thần cảnh, thánh khí hạ phẩm cũng không kém cường giả thần thức cảnh bao nhiêu. Sáu chuôi đồng thời tiến công, uy thế to lớn, coi như là điền phó đường chủ cũng phải tạm lánh phong mang. Đây mới là nội tình chính thức của hắn. Sở dĩ có tự tin tuyệt đối, ai cũng không sợ. Chính là dựa vào có nhiều binh khí như vậy hộ thể. Trương sư cẩn thận. Không nghĩ tới Trương Cửu Tiêu lại đánh lén, Ngô sư ở một bên tràn đầy sốt ruột, nhịn không được hô lên. Đối phương xông đường, hắn không thể ra tay, nếu không chẳng khác nào vi phạm quy định. Phần phật. Ở trong tiếng la, sáu kiện binh khí kéo lên một đường cong, đâm tới sau lưng của Trương Huyền, người sau như không có phát hiện, như trước giảng bài. Nội tức rơi vào cơ quan nội tạng. Giống như linh tính của binh khí lưu chuyển qua khí thai, có chút cùng loại. Binh khí, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, ngoại trừ rèn luyện, chính là rèn luyện linh tính trở nên mạnh mẽ, trong đồng cấp tự nhiên cũng trở nên càng mạnh hơn. Đồng dạng thánh khí trung phẩm, có thì thực lực nguyên thần cảnh, có thì có được thực lực xuất khiếu cảnh, cũng không phải chất liệu tốt, phương pháp rèn luyện chưa đủ, mà là linh tính quá yếu. Binh khí linh tính yếu, rất dễ dàng bị chủ nhân gạt bỏ, sinh mệnh tiêu tan. Thanh âm của Trương Huyền vang lên ở trên không trung, linh khí hội tụ, hình thành từng đóa hoa hạ xuống. Binh khí vốn đâm tới sau lưng, nghe được mấy câu này, tất cả đều ngừng lại, từng cái yên tĩnh lơ lửng ở trên không trung. Giết hắn đi! Đang toàn lực tiến công, không nghĩ tới trực tiếp ngừng lại, sắc mặt của Trương Cửu Tiêu trắng nhợt, chân khí trong cơ thể tuôn ra, lớn tiếng la lên. Những binh khí này, đều là hắn luyện hóa qua, tuyệt sẽ không nhận người khác làm chủ. Giờ phút này lại dừng, chẳng lẽ? Binh khí cũng nghe tiết học. Sư ngôn thiên thụ, không phải chỉ có thể thi triển với danh sư sao? Lúc nào cũng có thể thi triển với binh khí. Trương Cửu Tiêu cảm thấy sắp điên rồi. Là sư giả chi tâm, hữu giáo vô loại. Trước mắt tối đen, cẩu đường chủ kìm lòng không được lắc lư một cái. Sư ngôn thiên thụ bình thường, chỉ có thể thi triển với danh sư, để cho đối phương bị dạy bảo. Chân khí trong cơ thể không tự chủ được dựa theo đối phương nói vận chuyển, tự động trở thành đệ tử. Giờ phút này, nội dung đối phương giảng giải, ngay cả binh khí cũng nghiêm túc lắng nghe, nói rõ. Dĩ nhiên lĩnh ngộ sư giả chi tâm, hữu giáo vô loại. Có được loại năng lực này, lại thi triển sư ngôn thiên thụ, không chỉ danh sư, người bình thường, thậm chí sinh vật, binh khí cũng sẽ phải chịu mê hoặc. Động thủ cho ta. Thấy binh khí một mực cứng ở tại chỗ. Hô cả buổi cũng không động, ra đầu Trương Cửu Tiêu nổ tung, lần nữa gào thét. Vù vù, tiếng la còn không có chấm dứt, trường kiếm thánh khí trung phẩm vừa rồi bay ra ngoài, lập tức bay trở về. Dầm ào ào, kiếm khí rơi xuống, liền bổ hắn bay rớt ra ngoài, lần nữa áp ở trên tường. Câm miệng, không thể để cho ta yên tĩnh nghe tiết học sao. Chỉ biết ở chỗ này ồn ào, nói nhảm nữa, có tin ta quất người cha mẹ nhận không ra hay không? Hừ lạnh một tiếng, trường kiếm tràn đầy ngạo kiều, thân thể chuyển một cái, lần nữa trở lại sau lưng Trương Huyền, yên tĩnh lơ lửng, giống như học sinh tiểu học nghiêm túc nghe giảng bài, thỉnh thoảng còn lắc lư hai cái, ý bảo bản thân nghe hiểu rồi. Chương 2221, trưởng pháp từ trên trời rơi xuống. 1. Trương Cửu Tiêu khóc. Là khóc thật. Thân là con em gia tộc, gặp qua vô số thiên tài, biết rõ thiên tài đáng sợ, bị loại người này đả kích, có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhưng bị binh khí bản thân luyện hóa đánh một trận, mấu chốt còn uy hiếp hắn, lại không sao bình tĩnh. Để cho hắn tràn đầy tan vỡ, đau lòng không cách nào hô hấp. Đây là binh khí của ta sao? Nghe cái tiết học, còn phản bội sao? Tràn đầy phiền muộn, nhịn không được nghe một chút, vừa nghe xong, chân khí trong cơ thể nhịn không được dựa theo đối phương nói vận chuyển. Cái này, phương pháp tu luyện thật lợi hại, đặt ở gia tộc cũng được cho là cao cấp nhất. Lại trực tiếp truyền ra. Trương Cửu Tiêu lắc lư. Con em gia tộc, nhãn lực tự nhiên là có. Nội dung đối phương giảng giải, không có chút nào biến hóa, rồi lại trực chỉ hạch tâm đại đạo, có thể làm cho người tu luyện càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm như ý.
chỉ bằng vào điểm này, liền mạnh hơn không biết bao nhiêu pháp quyết. Không được, không thể tiếp tục nghe, nếu không ta khẳng định cũng sẽ được ân huệ, trở thành học sinh của hắn. Cảm giác ánh mắt có chút mê ly, Trương Cửu Tiêu nghiến răng. Tuy tâm cảnh của hắn so với Trương Huyền không tính là gì, nhưng so với danh sư thất tinh bình thường, cường đại hơn thật sự nhiều lắm, hơn nữa cách đối phương khá xa, cho dù sư môn thiên thụ lợi hại, nhưng còn có thể bảo trì thanh tình. Cố nén dục vọng nghe tiếp, dùng răng từ trên tường đi ra, đang nghĩ làm sao phá hư đối phương giảng bài, chỉ thấy một nữ tử mông cối say đi tới. Tới đây đỡ ta một chút. Quẩy người một cái, không có đứng lên, thở ra một hơi, Trương Cửu Tiêu gọi. Hắn biết rõ nữ tử trước mắt này, là người hâm mộ trung thực, đối với hắn mê luyến đến tình trạng điên cuồng, đừng nói bảo đối phương đỡ thoáng một phát, coi như nhìn một cái, cũng hưng phấn rất nhiều ngày. 3. Xòe bàn tay ra, đang chờ đối phương kích động nhảy loạn, chỉ cảm thấy ngực tê dần, một nắm đấm thẳng tắp đập tới khuôn mặt của hắn. Vèo. Lần nữa bay ngược ra, đụng vào trên vách tường, từng ngụm thổ huyết. Câm miệng, lần sau lại thấy ngươi quấy rầy Trương sư giảng bài nữa, ta thấy ngươi một lần đánh một lần. Hừ lạnh một tiếng, cối say lần nữa lắc mông chậm rãi đi xa. Trương Cửu Tiêu. Binh khí phản bội. Không nghĩ tới người hâm mộ trung thành nhất cũng phản bội, vị Trương Huyền này, đến cùng có ma lực gì. Phiền muộn sắp thổ huyết, lần nữa nghe một lát, lần này rút cuộc không chống lại được, chân khí trong cơ thể lập tức dựa theo đối phương nói vận chuyển. Lực lượng cùng khí tức bởi vì bị thương mà tổn thương, cũng rất nhanh khôi phục. Tu luyện càng nhiều, càng cảm thấy ảo diệu, ánh mắt dần dần mê ly. Tốt rồi, hôm nay liền giảng đến đây, nếu có nghi vấn gì, sau khi tan học. Có thể tới hỏi ta. Không biết qua bao lâu, khoát tay áo, thanh âm của Trương Huyền chấm dứt. Vâng, lão sư. Trên vạn danh sư của chiến sư đường đồng loạt quỳ gối, từng cái thật lòng khâm phục. Cho dù vị Trương sư này giảng bài không lâu, nhưng lại làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, về sau tất nhiên có thể tu vi tăng nhiều. Trương Cửu Tiêu cũng quỳ xuống, không chần chờ chút nào. Đã xong. Chứng kiến mọi người như vậy. Biết rõ lại để cho bọn họ ngăn trở là không thể nào, cẩu đường chủ thoáng cái như già mấy trăm tuổi. Danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, hơn vạn danh sư, vốn tưởng rằng có thể thành công ngăn cản đối phương, để cho đối phương không cách nào thành công, kết quả. Người ta nói một tiết học, toàn bộ biến thành đệ tử. Biết sớm nghịch thiên như vậy, sẽ không giúp đỡ Điền Thanh nói chuyện. Đến phiên các ngươi, lòng đang tràn đầy phiền muộn, chợt nghe thanh âm của thanh niên tiếp tục vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền đang nhìn hắn cùng Điền Thanh phó đường chủ. Sông đường cửa thứ nhất, là khiêu chiến tất cả danh sư của danh sư đường, hiện tại tất cả danh sư đã thành đệ tử của đối phương. Chỉ còn lại có hắn cùng hai vị phó đường chủ. Ngô sư lại giao hảo với đối phương, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, chỉ còn lại có hắn cùng Điền Thanh. Nếu như đến trình độ này, ta và ngươi chiến một trận. Dứt bỏ phiền muộn trong lòng. Cẩu đường chủ phun ra một ngụm chọc khí. Dù sao mất mặt cũng ném thành như vậy, không quan tâm ném nhiều một ít. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là cường giả xuất khiếu cảnh, tuy không có trải qua lôi kiếp, không tính là xuất khiếu chính thức, nhưng thực lực tuyệt không phải Điền Thanh, Ngô sư có thể so sánh. Điền Thanh, người ở một bên nhìn xem, không nên động thủ, coi như danh sư đường chúng ta thua, cũng không thể đánh mất tôn nghiêm. Thấy Điền phó đường chủ cũng dục dịch. Cẩu đường chủ hừ một tiếng. Đường đường danh sư thất tinh đỉnh phong, động thủ với một danh sư lục tinh, đủ xấu hổ chết người ta rồi, hai cái chung một chỗ vây công mà nói, thật sự không mặt mũi gặp người. Vâng. Trong mắt hiện lên một đạo lãnh ý, Điền Thanh không biết nghĩ cái gì, không nói thêm gì nữa. Trương sư, cho dù cẩu đường chủ không có vượt qua lôi kiếp, không tính là cường giả xuất khiếu cảnh chính thức, nhưng thực lực không phải là ta có thể chống lại, thời điểm đối chiến, ngươi phải cẩn thận. Đi vào địa phương cách cẩu đường chủ không đến 10 thước, thanh âm của Ngô sư lặng lẽ vang lên bên tai. Chuyện ngày hôm nay hắn nhìn ở trong mắt, bất luận đúng sai, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Trương sư tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Chương 2222, trưởng pháp từ trên trời rơi xuống. 2. Cường giả xuất khiếu cảnh, chia làm ngụy xuất khiếu cùng xuất khiếu chính thức, người trước là chỉ nguyên thần có thể thoát ly nhục thân. Nhưng không có trải qua lôi kiếp. Không có trải qua lôi kiếp rèn luyện, coi như nguyên thần cường đại, cũng có cực hạn nhất định, thật giống như Trương Huyền không có trải qua phong thánh kiếp mà nói,
sức chiến đấu tuyệt đối không có khả năng đạt tới tình trạng như thế. Hình đường chủ chính là ngụy xuất khiếu, thực lực cường đại hơn nửa bước xuất khiếu, nhưng so với xuất khiếu cảnh sơ kỳ chính thức còn có khoảng cách nhất định. Dù vậy, cũng cực kỳ đáng sợ, có thể điều động hoàn cảnh cùng không gian chung quanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ra tay đi! Biết rõ vị trước mắt này, hẳn là ngoại trừ Lạc Thừa Tân, là đối thủ cường đại nhất, ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng. Phần phật, cũng không nói chuyện, ánh mắt của cẩu đường chủ nheo lại, hai tay khẽ đảo, lăng không ép tới. Trường lực của hắn cũng không hùng hậu, chân khí thoạt nhìn cũng không hùng hồn, nhưng mà phối hợp thêm nguyên thần lực, không gian bốn phía giống như bị đọng lại, trở nên sền sệt. Xuất khiếu cảnh điều khiển không gian, khiến người ta hành động khó khăn, nếu như ta không học tập diễn không thiên thư, khả năng còn không có xuất thủ, đã bị giam cầm trong đó, không cách nào nhúc nhích. Cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa, trong lòng Trương Huyền cảm khái. Cường giả xuất khiếu cảnh không hổ là tồn tại cao nhất của Thanh Nguyên Đế Quốc, coi như không có trải qua lôi kiếp, cũng không phải thực lực như hắn có thể chống lại. Lui. Không vui không buồn, không có chút tâm tình chấn động nào, bàn chân vẽ một cái, thẳng tắp lui về phía sau. Không có đạt tới xuất khiếu chính thức, phạm vi khống chế sẽ có hạn chế, chỉ cần có thể thoát ly, liền không bị ảnh hưởng chút nào. Lui được không? Cười lạnh một tiếng, cẩu đường chủ lăng không chào một cái, mọi người cảm thấy toàn bộ không gian như sụp đổ, tốc độ lui về phía sau của Trương Huyền lập tức chậm lại. Võ kỹ, hổ khiếu cầm nã thủ. Mặc dù chỉ là võ kỹ thánh vực sơ kỳ bình thường, nhưng ở trong tay đối phương lại thi triển ra uy lực vượt qua trung kỳ. Xì xì xì. Chân khí hình thành luồng khí xoáy, tựa như một cái lồng giam rơi xuống. Cảm thấy thân thể dính nhấp, tốc độ lui về phía sau của Trương Huyền lần nữa giảm bớt. Lúc trước một cái hô hấp, có thể rời khỏi hơn 10 mét, hiện tại khả năng ngay cả nửa mét cũng lui không được. Không hổ là danh sư. Cảm khái một tiếng, Trương Huyền đột nhiên đình chỉ lui về phía sau, thân thể nhoáng một cái, người đã biến mất. Nguy rồi. Thấy lực lượng của mình cầm không, đồng tử co rụt lại, cẩu đường chủ đang muốn nói chuyện, lại chứng kiến một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mắt, bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống. Đối phương lại có thể mượn nhờ lực lượng đại cầm nã thủ của hắn, thừa cơ cận thân. Bất quá, thực lực của hắn cũng không chỉ như thế. Cường giả xuất khiếu cảnh bị cận thân, có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, thực lực như ngươi có thể tiến tới sao? Cười lạnh liên tục, mi tâm có một đạo hào quang lập lòe, nguyên thần của cẩu đường chủ hiển hiện ở trên không trung, thời gian nháy con mắt, Trương Huyền giống như bị giam cầm, rõ ràng bàn tay cách đối phương chỉ có không đến nửa mét, nhưng lại không cách nào đến gần. Đây là thực lực của xuất khiếu cảnh. Các đốt ngón tay trắng bệch, Trương Huyền rốt cuộc rõ ràng chênh lệch với đối phương. Mặc dù hắn học được diễn không thiên thư, đối với không gian đã có nhất nghiên cứu định được, nhưng thực lực so sánh với loại cường giả này, dùng sức mạnh còn là làm không được. Xem ra, đây chính là cực hạn của ta. Biết cực hạn của mình ở nơi nào, Trương Huyền không thăm dò nữa, khiếu huyệt toàn thân trong nháy mắt tựa như nổ tung. Chân khí hùng hồn, theo huyệt đạo phun ra, hai tay như biến thành ngàn vạn, lẫn nhau chồng lên, mãnh liệt đánh ra. Thiên thủ Như Lai trưởng. Uy lực của chiêu này làm sao sẽ mạnh như vậy? Giống như chiêu này được cải biến rồi, nếu không tuyệt sẽ không có loại uy lực này. Các danh sư nhận ra chiêu trưởng pháp này, tất cả đều sững sờ. Thiên thủ Như Lai trưởng, là võ kỹ thánh vực trung phẩm, cho dù có thể làm cho người đánh ra trăm trưởng, hình dáng như thiên thủ, nhưng trên thực tế bởi vì lực lượng phân tán, lực lượng mỗi một trưởng không phải rất mạnh, gặp được đối thủ thực lực mạnh hơn mình, nhiều nhất đưa đến tác dụng mê hoặc, không có hiệu quả quá lớn. Nhưng Trương sư thi triển hoàn toàn bất đồng, mỗi một trưởng đều lực lượng cường đại, tựa như mang theo khí tức hủy diệt thiên địa, đừng nói đồng cấp, coi như là nguyên thần cảnh đỉnh phong đụng phải, cũng có thể bị đánh bại ngay tại chỗ. Đột nhiên bộc phát ra nhiều trưởng như vậy, cần chân khí hùng hậu như thế nào? Một vị danh sư nhìn không được hô lên. Mọi người đồng thời trầm mặc, từng cái cảm thấy yết hầu phát khô. Đúng vậy, trong nháy mắt đánh ra trên trăm trưởng. Mỗi một trưởng đều bảo trì lực lượng đỉnh phong, chiêu này. Coi như là học được, cũng không có chân khí duy trì. Bởi vì tất cả chân khí trong cơ thể chung vào một chỗ, cũng chưa đủ bộc phát ra nửa chiêu. Hí, y á. Lực lượng hung mãnh trùng kích, không gian bốn phía bị giam cầm như tơ lụa bị xé rách, Trương Huyền nhẹ nhàng nhảy ra, thoát ly nguyên thần khống chế, bay đến không trung. Ngón cái ngón giữa siết chặt,
bàn tay khẽ đảo, mãnh liệt nhấn xuống một cái. Ầm ầm, một trường ấn thật lớn phá không mà đến, thẳng tắp đánh về phía nguyên thần của cầu đường chủ. Cái này, cái này. Thấy một màn như vậy, Trương Cửu Tiêu ở đằng sau đám người sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía một vị danh sư ở bên người. Người có nhớ trong danh sư đường, có trưởng pháp nào từ trên trời giáng xuống không? Không nhớ rõ. Vị danh sư này lắc đầu. Trương Cửu Tiêu. Chương 2223, không dậy. 1. Nổi danh nhất là Khâu Ngô Cổ Thánh lưu lại Đại Bi Thiên Ma Trường. Truyền thuyết năm đó Khâu Ngô Cổ Thánh cảm thán mẫu thân tử vong mà không có thể ở bên người hiếu thuật, dưới bi thống sáng chế chiêu trưởng pháp này, bi thiên, bi địa, bi nhân. Có năng lực công kích linh hồn nguyên thần, nghe nói. Một chiêu số trong đó, chính là từ trên trời đáp xuống. Trương Cửu Tiêu vội vàng giải thích, yết hầu phát khô. Thân là con em gia tộc, cho dù huyết mạch không tinh tinh khiết, không chiếm được tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng, nhưng tri thức cùng kiến thức còn đặt ở nơi đó, xa xa không phải Thanh Nguyên đế quốc có thể so sánh. Khâu Ngô Cổ Thánh, năm đó tùy tùng Khổng Sư, danh khí thật lớn, Đại Bi Thiên Ma Trưởng coi như không phải trưởng pháp đỉnh phong nhất của hắn, danh khí lại không nhỏ. Vù vù, kèm theo lời của hắn, lực lượng trong lòng bàn tay Trương Huyền càng hội tụ càng mạnh, tựa như xoáy lên vòi rồng, thổi mọi người đồng loạt lui về phía sau. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi. Hả? Tựa hồ cũng nhận ra chiêu này, thân thể cầu đường chủ run lên, không tự chủ được run rẩy. Người hắn sùng bái nhất, chính là Khâu Ngô Cổ Thánh, tự nhiên biết rõ Đại Bi Thiên Ma Trưởng, đầu nhìn thoáng qua, liền kích động sắp nổ. Tìm kiếm nhiều năm không thể được, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thanh niên trước mắt này lại có thể nhẹ nhõm thi triển ra, hơn nữa tinh thuần như thế, cường đại như thế. Dầm ào ào, đang rung động, liền cảm thấy trưởng lực nghiền ép xuống. Trương Huyền có minh lý chi nhãn, nắm chắc chiến đấu cực kỳ cường đại, đối phương tâm tình kích động, lỗ thủng lớn như thế tự nhiên liếc nhìn ra. Nguyên thần của cầu đường chủ bị một trưởng đánh về trong cơ thể, thân thể lung lay hai cái, kìm lòng không được lui về sau 7-8 bước, sắc mặt đỏ bừng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cầu đường chủ xuất khiếu cảnh bị, Trương sư đả thương. Hai người kém 3 đại cấp. Thật lợi hại. Danh sư khác không nhận ra Đại Bi Thiên Ma Trưởng, nhưng chứng kiến cầu đường chủ bị kích thương, tất cả đều thân thể cứng ngắc, không thể tin được. Cầu đường chủ ở trong lòng bọn họ chính là biểu tượng vô địch, người mạnh nhất danh sư đường, giao thủ không đến 3 chiêu, liền thổ huyết lui về phía sau, quả thực nghe rợn cả người. May mắn vừa rồi chúng ta nghiêm túc nghe giảng bài, không có đi khiêu chiến, nếu không. Sợ là hiện tại nằm trên mặt đất rồi. Đúng vậy, là Trương sư nhân từ. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, mọi người tràn đầy may mắn. Lúc trước còn có cảm thấy chúng sư ngôn thiên thụ, không thể biểu hiện ra thực lực, có chút thực xin lỗi danh sư đường, giờ phút này không còn áy náy. Loại thực lực này, cùng chân khí hùng hậu, coi như là thật tiến lên, cũng đánh không lại a. Chiêu này của ngươi. Ổn định thân hình, cầu đường chủ ngăn chặn thương thế, vội vàng nhìn qua, đang muốn hỏi thăm rõ ràng, chỉ thấy thanh niên đối diện lần nữa vỗ tới. Lần này trưởng lực càng thêm hùng hồn, mặc dù không có mượn nhờ xu thế từ trên trời đáp xuống, nhưng uy lực không kém chút nào. Để cho ta nhìn xem, cái này đến cùng có phải Đại Bi Thiên Ma Trưởng thật hay không? Biết rõ đang chiến đấu, không có thời gian chú ý, sẽ không đi suy nghĩ nhiều, trong lòng cầu đường chủ tính toán, cũng tiến lên đón. Vừa rồi hắn một mực sử dụng không gian phong tỏa chỉ cường giả xuất khiếu cảnh mới có, mà bây giờ, muốn dùng lực lượng chân khí bản thân. Cùng đối phương chính thức đại chiến một trận. Hai tay giao nhau ở trước ngực, như vần nước, tầng tầng đánh về phía trước, phát ra thanh âm bén nhọn. Võ kỹ thánh vực trung kỳ, vạn thủy điệp vân. Chiêu này truyền thuyết là một vị danh sư, quan sát suối nước cùng dòng nước có cảm ngộ sáng chế, hai tay chồng lên, tựa như dòng nước liên miên không dứt, liên hợp lại, lại giống như đám mây, che khuất bầu trời. Cầu đường chủ ở trên chiêu này đắm chìm không biết bao nhiêu năm. Sớm đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, một chiêu vừa ra, Đại Bi Thiên Ma Trưởng đã bị ngăn ở bên ngoài, khó có thể hạ xuống. Trương Huyền cũng không lui về phía sau, bàn tay phải tiếp tục ra trì lực lượng, tay trái nâng lên, nhẹ nhàng điểm xuống, đầu ngón tay có tinh thần xoay tròn, một đạo hào quang cấp tốc phóng về phía trước. Đại Tinh La chỉ lực. Một tay thi triển trưởng pháp, một tay thi triển chỉ lực. Tất cả mọi người ngẩn ngơ,
ngay cả Trương Cửu Tiêu cũng nhìn sửng sốt, không thể tin được. Trưởng pháp cùng chỉ lực, thuộc về hai loại võ kỹ, phương pháp chân khí vận chuyển trong người càng không thể ở chung, dưới tình huống bình thường, trước thi triển trưởng pháp, phía sau thi triển chỉ pháp, hoặc là trình tự điên đảo, đều không là vấn đề, nhưng đồng thời thi triển, bàn tay phải trưởng pháp, tay trái chỉ pháp. Liền khó khăn. Đừng nói bọn hắn, ngay cả cẩu đường chủ chỉ sợ cũng làm không được. Ô ô ô, đại tinh la chỉ lực phá không bắn tới, vạn thủy điệp vân của cẩu đường chủ lập tức bị đâm thủng một lỗ nhỏ, trưởng lực cũng như dòng nước kích động, không còn lực phòng ngự như lúc trước. Giặc giặc, cùng thời khắc đó, lực lượng của đại bi thiên ma trưởng nghiền ép tới, để cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Lợi hại, không nghĩ tới dùng toàn lực, vẫn bị đối phương bước lui về phía sau, ánh mắt của cẩu đường chủ ngưng trọng, biến trưởng thành quyền, lần nữa lao đến. Oanh oanh oanh, tốc độ của hai người cực nhanh, không đến một phút đồng hồ, liền ngươi tới ta đi đối công trên trăm chiêu. Lúc cẩu đường chủ còn trẻ, thiên phú vô song, nắm giữ không biết bao nhiêu võ kỹ, vừa rồi liên tiếp chiến đấu, dùng ít nhất hơn 10 loại. Lợi hại như thế, ta có thể lý giải, nhưng Trương Sư, giống như dùng càng nhiều, đã dùng hơn 80 loại vũ kỹ. Một vị danh sư khuôn mặt trắng bệch, nhìn xem chiến đấu trong sân, nhịn không được thì thào tự nói. Cẩu đường chủ hơn 900 tuổi, trở thành đường chủ hơn 500 năm, tuổi thọ dài như thế, học tập rất nhiều võ kỹ, để cho nó đạt tới tinh thông, không gì đáng trách. Nhưng Trương Sư này, mới 20 tuổi, đồng dạng thi triển ra nhiều võ kỹ như vậy, từng cái uy lực đều rất mạnh, hạ bút thành văn, rõ ràng đều lý giải sâu đậm. Đây là làm sao làm được? Chương 2224, không dậy. 2. Dùng 87 loại rồi. Một vị danh sư nói. Nghe hắn nói như vậy, những người khác cũng chú ý, từng cái con mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn tu luyện võ kỹ, mỗi một môn đều cần tiêu phí không biết bao nhiêu tinh lực, thậm chí đắm chìm cả đời, cũng khó có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh, vị trước mắt này, tiện tay một võ kỹ, thấp nhất cũng nắm giữ đến đại thành. Quả thực nghe rợn cả người. Xem ra, tên tuổi đệ nhất thiên tài của Trương Cửu Tiêu, phải đổi người rồi. Trong lòng mọi người cảm khái. Lúc trước bọn hắn đều cảm thấy Trương Cửu Tiêu chính là một độ cao không thể vượt qua, chứng kiến vị trước mắt này, mới biết được cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc. Không nên a, không giống mọi người khiếp sợ, Ngô Sư ở một bên nhíu mày. Ngô Sư, làm sao vậy? Một vị danh sư đi vào trước mặt. Trương Sư am hiểu nhất đúng là ở chỗ rất nhỏ tìm được thiếu sót tiến hành công kích, lần chiến đấu này lại không làm như vậy, ngược lại thi triển ra nhiều võ kỹ. Như thế nào cảm giác như tôi luyện bản thân? Trầm tư cả buổi, Ngô Sư nói ra nghi ngờ trong lòng. Năng lực của Trương Sư, những người khác không rõ ràng, hắn là thấy tận mắt qua. Có thể liếc nhìn ra công pháp, võ kỹ của người khác thiếu sót, tiến hành lợi dụng, cuối cùng đưa đến hiệu quả không tưởng được. Nhưng chiến đấu với cẩu đường chủ lâu như vậy, các loại võ kỹ trùng điệp bất tận, lại không công kích chỗ thiếu sót, thoạt nhìn, không phải là muốn lập tức đánh bại đối thủ, mà là... Tôi luyện lực lượng của mình. Tôi luyện. Vị danh sư này nhoáng một cái. Nếu như lúc trước có người nói với hắn, gia hỏa thần thức cảnh chiến đấu với xuất khiếu cảnh, không nghĩ biện pháp chiến thắng, còn muốn tới tôi luyện. Hắn nhất định sẽ cảm thấy đối phương điên rồi, hoặc là choáng váng. Tận mắt nhìn đến đủ loại kỳ tích, nghe Ngô Sư nói, cho dù cảm thấy khó tin, nhưng cũng biết đây là thật. Chiến đấu với cẩu đường chủ, cũng chỉ là tôi luyện. Vị này đến cùng tự tin mạnh như thế nào, sức chiến đấu lợi hại ra sao? Oanh oanh oanh! Lần nữa đánh ba chiêu, dồn ép cẩu đường chủ lui về phía sau, lúc này Trương Huyền mới phun ra một ngụm chọc khí. Ngô Sư đoán không sai, thật sự là hắn đang tôi luyện võ kỹ. Thật vất vả gặp được đối thủ như thế, để hắn triển khai lực lượng toàn thân đến cực hạn, ở chiến sư đường học tập rất nhiều võ kỹ, sử dụng càng ngày càng thuận tay, càng thêm thông hiểu đạo lý. Không hổ là xuất khiếu cảnh, bây giờ ta xác thực không phải là đối thủ. Lắc đầu, trong lòng Trương Huyền thở dài. Cho dù lực chiến đấu của hắn tăng nhanh, nhưng đáng tiếc, không đột phá đến thai anh cảnh, kém xuất khiếu cảnh còn quá lớn, chỉ bằng vào lực lượng mà nói, căn bản không cách nào thắng được. Tuy bình thường chiến đấu thắng được đối phương rất khó, nhưng muốn đánh bại đối phương, thủ đoạn nhiều lắm. Bàn tay cuồn cuộn, chúi xuống phía dưới, ngăn trở đối phương tiến công, Trương Huyền nhướng mày. Ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Siêu 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 siêu. Thanh âm nức nở nghẹn ngào vang lên, trên trăm trận kỳ kích xạ ra,
thời gian nháy con mắt liền rơi vào bốn phía cầu đường chủ. Bàn chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Trận pháp trong nháy mắt đã bị kích hoạt. Tại Khâu Ngô Cung thì đến trận pháp thất tinh đỉnh phong, chỉ bằng vào thực lực chiến thắng rất khó, nhưng mượn nhờ trận pháp, liền dễ dàng hơn nhiều. Phần phật. Sương mù sinh ra, bao phủ cầu đường chủ. Trương Huyền bố trí là trận pháp cấp 7 trung kỳ, uy lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng coi như là cầu đường chủ muốn phá vỡ, cũng cần tiêu phí ít nhất hơn 10 cái hô hấp. Hai người chiến đấu, bản thân liền không kém nhiều, hơn 10 cái hô hấp. Có thể nói quyết định sinh tử. Trận pháp xuất hiện, mọi người cái gì cũng nhìn không tới, thần thức cũng lan tràn không vào, chỉ cảm thấy mặt đất lắc lư kịch liệt, tiếng nổ vang càng ngày càng mạnh, tất cả đều hoảng sợ. Giặc giặc, đại khái duy trì 15 giây, trận pháp chậm rãi tiêu tán, trận kỳ bị Trương Huyền thu hồi vào trong giới chỉ. Thấy nhanh như vậy liền chấm dứt chiến đấu, mọi người đồng loạt nhìn về phía cầu đường chủ, tất cả đều ngốc tại chỗ. Chỉ thấy đường chủ mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, giờ phút này đầu chọc ở dưới đất, toàn thân máu tươi, không có một chỗ hoàn hảo. Hiển nhiên vừa rồi thời gian ngắn như vậy, đã bị điên cuồng công kích, bị đánh cha ruột cũng nhận không ra. Dầm ào ào. Cầu đường chủ từ dưới đất sút đầu ra, chẳng những không có bởi vì thất bại mà cảm thấy thống khổ, ngược lại nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Trương sư, xin hỏi. Vừa rồi ngươi thi triển là đại bi thiên ma trưởng của Khâu Ngô cổ thánh. Phải. Trương Huyền gật đầu, cũng không phủ nhận. Không biết, bộ trưởng pháp này. Cầu đường chủ trù trừ thoáng một phát, cắn răng nói. Có thể dạy ta hay không? Như thế nào, muốn học? Vâng. Không dạy. Chương 2225, cầu đường chủ nhận thua. 1. Cho dù lĩnh ngộ sư giả chi tâm, hữu giáo vô loại. Nhưng vị cầu đường chủ này, trong lòng hoài riêng, không phân biệt thị phi, nhận người không rõ. Nhân vật như vậy, thực lực càng mạnh, đối với nhân tộc càng là tai họa, làm sao có thể truyền thừa trưởng pháp lợi hại như thế của Khâu Ngô cổ thánh. Trương Huyền tính khí hiền lành, nhưng không phải người hiền lành. Người nào có thể thu làm đệ tử, người nào không thể nhận, có được đúng mực nhất định. Là ta ý nghĩ hão huyền rồi. Vẻ mặt của cầu đường chủ ảm đạm. Tự tay bức đối phương tiến hành xông đường, bây giờ muốn học tập võ kỹ của đối phương, điều này sao có thể? Không có giết chết ngay tại chỗ, đã coi như rất nể tình rồi. Ta thua. Lắc đầu, cầu đường chủ cao giọng tuyên bố. Trương sư xông đường thông qua cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất là chiến thắng tất cả danh sư của một danh sư đường, hiện tại hoàn thành. Chậm đã, ta và Điền Thanh phó đường chủ chưa có đánh qua, ta sợ hắn không phục. Trương Huyền cắt đứt lời của đối phương. Ta cũng không phải đối thủ, Điền Thanh tự nhiên càng không phải, vì vậy đánh hay không, đã không có ý nghĩa. Cầu đường chủ lắc đầu. Ta không phải đối thủ, ta nhận thua. Điền Thanh ôm quyền. Thấy đối phương nhận thua, Trương Huyền tràn đầy tiếc hận. Nói thật, hắn thật hy vọng đối phương đáp ứng, sau đó đánh một trận tơi bời, trước đánh bán thân bất toại, vĩnh viễn không có biện pháp hành tẩu lại nói. Bất quá, nếu như nhận thua, liền ngại ngùng động thủ. Dù sao đây chỉ là xông đường, không phải giết người diệt khẩu. Danh sư tháp ở bên cạnh, Trương sư đi theo ta. Trong danh sư tháp ẩn chứa ý niệm danh sư của cả danh sư đường, những người này, có đạt đến bát tinh hạ phẩm, thậm chí cao hơn. Muốn thông qua, làm cho đối phương nhận thức, rất khó. Bởi vậy, cửa thứ nhất khiêu chiến tất cả danh sư cũng chiến thắng, đối với xông đường mà nói, coi như là rất dễ dàng. Chính thức khó khăn là ở đây. Trong lịch sử không biết bao nhiêu thiên tài bị khốn ở chỗ này. Đi theo sau lưng, chỉ chốc lát liền chứng kiến một tháp cao 7 tầng đứng sừng sững ở trước mắt, làm cho người ta cảm giác ổn trọng như biển, chấn áp bát phương. Biết rõ cửa này so với trước càng khó khăn, Trương Huyền hít sâu một hơi, tinh thần tập trung, đẩy cửa đi vào. Thấy hắn biến mất, một vị danh sư nhịn không được mở miệng. Trương sư, có thể thành công sao? Rất khó, cho dù danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, ở trong bát đại phong hào đế quốc, không tính quá gần phía trước, nhưng trong lịch sử, cũng xuất hiện 4 vị danh sư bát tinh. Trong đó hạ sư lợi hại nhất, càng đạt đến bát tinh trung phẩm. Bọn hắn lưu lại ý niệm, bác học uyên thâm, chỉ sợ không dễ dàng thông qua như vậy. Một vị danh sư hiểu rõ tình hình nói. Đúng vậy, danh sư có thể tới bát tinh, đã sắp đạt tới đỉnh phong của toàn bộ đại lục rồi, số lượng tri thức, tâm cảnh hay lý giải tu luyện, đều không phải người bình thường có thể chống lại,
vị danh sư thứ nhất gật đầu. Ai, chỉ mong Trương Huyền có thể thông qua, hắn có thể thông qua, thân là đệ tử, cũng có vinh quang a. Đúng vậy, ta cũng hy vọng hắn có thể thông qua, nhiều năm như vậy không ai xông đường rồi, nếu như xông ở chỗ chúng ta, hơn nữa thành công, danh khí sẽ cao bao nhiêu, về sau đi ra ngoài cũng có tư cách kiêu ngạo. Trên mặt hai người tràn đầy chờ mong. Phốc, nghe hai người đối thoại vào trong tai, Cẩu Đường chủ toàn thân tổn thương, không cách nào áp chế máu tươi ở trong ngực, lại phun ra vài ngụm, lúc này mới thôi. Người khác xông đường, danh sư bổn đường đều hận không thể chém giết, cạnh mình thì ngược lại, tất cả đều ước gì đối phương thành công. Đây chính là danh sư đường của các ngươi, một khi bị người xông đường thành công. Các ngươi cũng sẽ rất mất mặt có được hay không, kiêu ngạo cái rắm. Chính nghĩa được ủng hộ, vô đạo thì thiên phạt, Cẩu Đường chủ, vô luận trương sư có thể thông qua hay không, người đã làm mất lòng người, chỉ sợ dù tổng bộ không truy cứu trách nhiệm, danh sư trong nội đường, đoán chừng cũng không còn ai nguyện ý nghe theo người phân phó. Chứng kiến nét mặt của hắn, Ngô sư biết rõ hắn nghĩ cái gì, lắc đầu. Sự tình Điền Thanh phó đường chủ mưu hại trương sư, coi như rất che giấu, nhiều danh sư như vậy đồng thời thấy, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không giấu giếm được. Chỉ bằng vào sức một mình, liền chống lại cả danh sư đường, hơn nữa thu làm đệ tử. Cho dù chỉ là tình nghĩa bán sư, cũng đầy đủ để cho tất cả mọi người đổi cái nhìn rồi. Một vị đường chủ, vì không gây chuyện, an ổn về hưu. Phóng túng phó đường chủ mưu hại danh sư khác, cái tội danh này, sẽ khiến vô số danh sư phỉ nhổ, khó có thể trở mình. Ta, Cẩu Đường chủ mặt xám như cho. Từ khi đối phương hô lên sông đường, hắn đã biết. Bản thân mình làm đường chủ, còn muốn trở mình đã khó khăn. Chỉ là không nghĩ tới, các danh sư lúc trước còn chung một chỗ kề vai chiến đấu, bây giờ phản bội triệt để như thế. Chẳng lẽ, ta thật làm sai? Thân thể lung lay, sắc mặt ảm đạm. Làm đường chủ 500 năm, địa vị cao đã quen, lại để cho hắn không có tâm bình thường như trước kia, hết thảy đều lấy địa vị của mình cân nhắc. Cuối cùng đạt được loại báo ứng này, coi như là trừng phạt đúng tội. Vị trương sư này, đến cùng lai lịch ra sao? Nghẹn ngực khó chịu, cũng nhịn không được nữa, hỏi lên. Hắn là nhân vật thiên tài nhất mà ta đã thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2225.